Bhagavā Bhuttang Bhagavantang Apivādemi Suvakkato Bhagavata Dhammo Dhammang Namami Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Bằng thammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin bắt đầu cái buổi đàm luận Phật pháp ngày hôm nay. Trong khi chúng tôi trình bày như vậy thì thỉnh thoảng xin cho số 1 hoặc cái bông hồng để cho biết là đường truyền vẫn còn tốt, vẫn nghe liên tục. Thì bài nói chuyện hôm nay là tóm tắt chương thứ 9 của cuốn Những Lời Phật Dạy. Và như thường lệ thì chúng tôi đưa ra một cái link. Các anh chị bấm vào trong cái link đó thì sẽ hiện ra một cái chuỗi khoảng mười mấy tấm hình nhỏ nhỏ. Các anh chị bấm vào trong một những cái tấm hình nhỏ đó thì sẽ hiện ra cái hình lớn, thường thường là những cái biểu đồ hoặc là những cái hình ảnh minh họa để giúp cho cái buổi nói chuyện được rõ ràng hơn, dễ theo dõi hơn. Bây giờ các anh chị vào trong đó, nếu có ai vào được là xin cho số 1. Hoặc có gì trục trặc thì cho biết số 2. Rồi vào đó thì bấm vào thì sẽ hiện ra một loạt những cái tấm hình nhỏ. Bây giờ chúng ta cái tấm hình đầu tiên á, là cái bài lễ bái Tam Bảo tóm tắt hàng tuần. Qua cái hình thứ hai. Cái hình thứ hai quan trọng hơn. Nếu ai vào được thì xin cho cái tín hiệu của hình thứ hai, cái hình kế. Để chúng tôi đưa cái link vào trong cái room. Cái này để chúng ta ôn lại. Ôn lại trong cái cuốn sách là 10, 10 chương. Cuốn sách có 10, tất cả là 10 chương. Quan trọng nhất là chúng ta bỏ thì giờ đọc cái phần đầu trước, cái phần giới thiệu tổng quát khoảng mười mấy, 15, 16 trang gì đó. Để có một cái nhìn tổng quát về cái cuốn sách, cũng như trong đó Ngài Bồ Đề cũng có nói tóm tắt về lịch sử phát triển của Bộ Tam Tạng kinh điển Nam truyền, và lý do tại sao Ngài chọn cái kinh tạng Pali để cho cái cuốn sách này, và đồng thời cũng lý do tại sao Ngài viết ra cuốn sách nhắm tới hai hai cái nhóm Phật tử. Đầu tiên là những Phật tử bên Mỹ, dựa theo những kinh nghiệm hoằng pháp của Ngài, nhưng mà có lẽ cũng áp dụng cho những cái Phật tử ở khắp nơi trên thế giới, kể cả Phật tử Việt Nam chúng ta. Thứ nhất là Ngài muốn giới thiệu kinh điển Pali, tương đối xem như tương đối là gần với thời kỳ của Đức Phật nhất và tương đối đầy đủ nhất, để cho chúng ta không có bỡ ngỡ. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu đọc thẳng vào trong kinh, đôi khi chúng ta thấy nó nhiều nhiều quá đi, và cái văn phong truyền khẩu này, rồi cái lối dịch này, thành ra chúng ta cần phải đọc, nhưng mà phải có một cái giới thiệu khái quát để thấy được cái cấu trúc tổng quát lời Phật dạy như thế nào và áp dụng và như thế nào vào trong cái đời sống của mình. Cái mục đích thứ hai là nhắm đến những
Vị nào đã từng đi chùa hoặc giữ những khóa thiền, nghe thuyết pháp, biết được một vài bài kinh, rồi tự mình đọc thì thấy một số những cái kinh không biết nó nằm ở đâu trong cái cấu trúc tổng quát của giáo pháp Đức Phật. Ra bây giờ ngài đưa ra trình bày một cái những cái bản những cái trích lục những cái bài kinh mà theo ngài đó, nó quan trọng, mà sắp xếp lại theo những cái chủ đề để chúng ta thấy rõ được cái sơ đồ cũng như cái cấu trúc của giáo pháp. Rồi từ đó nếu mà chúng ta tự đọc hoặc là tìm sách đọc hoặc là nghe giảng, chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái bài kinh đó, cái bài giảng đó nằm ở đâu ở trong cái hệ thống tổng quát về lời giảng dạy của Đức Phật. Và như vậy thì chúng tôi thấy rằng cũng giống như nó cũng thích hợp cho cả những Phật tử Việt Nam ở châu hay là những nơi trên thế giới khi mà chúng ta muốn tìm hiểu. Bởi vì có nhiều cái cách để mà tiếp cận đạo Phật, nhưng mà một trong những cái phương pháp quan trọng nhất là dựa theo nói có sách mạch có chứng. Chúng ta muốn đọc thẳng vào trong kinh, đọc thẳng vào những gì ghi lại lời Phật dạy, có qua cái sự diễn giải của một cái người thứ ba thứ tư nào khác. Chúng ta muốn đọc thẳng và tự mình suy nghiệm ra cái cuốn sách này. Theo chúng cái nhìn của chúng tôi là nó có một cái mục đích tốt, có cái rất là lợi ích nếu mà chúng ta chịu khó bỏ thì giờ. Như chúng tôi thường hay nói là nửa đùa nửa thật, là chúng ta dốc tâm lại, dành thì giờ cố gắng 3 tháng thôi, mỗi ngày đọc một chút như vậy, 3 tháng đọc hết 10 chương cũng không có khó khăn gì. Chỉ có chúng ta quyết tâm thu xếp thì giờ mỗi ngày dành thì khoảng 30 phút hoặc là 40 phút, có khi hoặc là 60 phút dành cái khoảng thời gian. Nếu mà mình quyết tâm thì thế nào mình cũng thu xếp được thì giờ, chứ không phải là không. Trong 3 tháng là xong. Mỗi tuần đọc một chương, 10 tuần là hết 10 chương, thì có 3 tháng là 12 tuần, thì cho du di đọc đi đọc lại thì chúng ta thấy không có khó. Đó là kinh nghiệm riêng của bạn của chúng tôi, cũng như chúng tôi hay dựa theo kinh nghiệm của những người khác cũng cho chúng tôi biết trong thời gian gần đây thì có nhiều người 2 tháng là đọc xong, có nhiều người đọc xong trong vòng 1 tháng. Thật ra mình thấy đặt ra cái chương trình làm việc như vậy không có khó, mà nằm ở trong cái tầm tay của mình. Chỉ có cái quan trọng là mình có quyết tâm hay không. Nhiều khi mình nói là mình muốn học những đào tạo hạnh phúc bây giờ, muốn giác ngộ giải thoát thì kia, nhưng mà chỉ nói cửa miệng thôi, chứ không có áp dụng. Mình có khó người đọc một hai trang hoặc là một hai chương là thôi, mình đi làm chuyện khác hấp dẫn hơn. Ra mình thấy nhiều khi mình làm như vậy, mình thấy cái thói quen của mình nó khó bỏ lắm, nhưng phải là không, nó không có đơn giản. Hoặc là nó biện minh, hoặc là mình đọc mình thấy những cái đoạn văn khó hiểu hoặc là sai lỗi chánh tả một vài điểm đó, sai lỗi đánh máy hay là dịch nó không đúng này kia, cái tự nhiên mình chê mình bỏ qua một bên. Mà đôi khi mình phải để ý cái đó là những biện minh, những cái lời biện luận để mà nó làm cho mình lười biếng, mình không có đọc. Mình thử ra đó là những cái kinh nghiệm rất là tâm lý, rất thông thường, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây. Mình cố gắng đi. Bây giờ nhiều sách lắm, càng ngày càng in sách rất nhiều đó. Cái đọc cái này lam nham 2-3 trang rồi bỏ đi, đọc cái cuốn kia. Bây giờ mình quyết tâm thôi, 3 tháng làm cho xong, mà chắc chắn là xong chứ không có khó gì hết. Đầu tiên mình đọc cái phần dẫn nhập của mỗi chương chừng khoảng 5-6 trang, mà rồi sau đó mình quay trở lại mình đọc cái phần trích lục của từng chương, đọc từ từ, có thể không có hiểu liền nhưng mà nó thấm đâu đó trong cái bộ não của mình, rồi từ từ mình sẽ hiểu. Chứ cũng đừng có nóng nảy muốn hiểu hết được, không có ai nói có thể là đọc bài kinh mà hiểu được liền, nhưng mà ít ra mình nhớ, ghi nhớ đâu đó đó. Nhiều khi mình quên đi, mình tưởng mình quên, nhưng mà thật sự ra những gì mình đọc đó, nó ghi ở trong bộ não của mình. Rồi cái từ từ nó thấm, từ từ mình suy ngẫm, từ từ rồi mình nghe giảng, rồi thảo luận với bạn bè, đọc sách này kia, rồi mình sẽ thấy mỗi ngày nó mỗi rõ hơn. Đừng có nản chí, tu không phải là chỉ có 5-10 ngày hoặc là đi giữ khóa thiền 7 ngày 10 ngày là xong, là thành chánh quả đâu. Cả một đời, nhiều khi nhiều đời nhiều kiếp nữa, nhưng mà mình phải làm từ từ nhưng mà chậm mà chắc. Bây giờ quay trở lại cái hình cái biểu đồ đầu tiên, thì trong cái biểu đồ đầu tiên nó đưa ra ba cái học giới mà chắc có lẽ ai cũng biết, tức là giới, định, tuệ. Nhưng mà khi mà nói về định thì có thêm một cái từ ngữ nữa là tâm, tức là tâm học, tức là mà huấn luyện cái tâm của mình. Nó có hai cái từ mình để ý, giới định tuệ, có khi giới tâm tuệ.
Và cái chương về về giới thì Ngài Bồ Đề đã đề cập rất nhiều ở trong chương 4 và chương 5. Các anh chị có dịp ôn lại, chúng tôi cũng đã trình bày để cho chúng ta thấy khó. Đầu tiên là chúng ta phải có một cái đời sống hoặc là có sự đối xử tử tế với chính mình và với những người chung quanh trong một cái khung cảnh đạo đức, cái nền tảng đạo đức. Còn nếu mà những người xuất gia thì trong cái giới luật của người tu sĩ, ở đây thì chúng tôi xin giới hạn vào đời sống cư sĩ thôi. À, thì nói một cách nôm na là sống làm sao cho tử tế và có đạo đức, đầy đủ cái bổn phận làm con, làm chồng, làm công dân trong xã hội. Rồi từ đó dựa theo đó mà phát ra một cái là một cái nền tảng để chúng ta huấn luyện cái tâm của mình, nên tăng thượng tâm hay là tăng thượng là thiền định đó, tức là hành huấn luyện cái tâm của mình. Thì khi mà mình nói mình hành thiền thì thường thường là trong Phật giáo thì chia ra làm hai, có hai cái khía cạnh, hai khía cạnh cũng như hai của đồng tiền hoặc là hai đầu của một cây gậy. Có khi mình thấy đặt nặng cái phần này, có khi mình đặt đặt nặng cái phần kia, nhưng mà cuối cùng rồi đó là hai mặt của một một cái đồng tiền hay là có một vấn đề. Mình phải song hành hay chu toàn vẹn toàn cả hai mặt, mà thường hay gọi là thiền an chỉ và thiền minh quán. Hay là gần đây khoảng 5 năm 10 năm gần đây thì lại có khuynh hướng dịch là thiền định với thiền tuệ. Chúng tôi thì vẫn thích dùng cái chữ là thiền chỉ, thiền quán hoặc là thiền an chỉ và thiền minh quán hơn. Có người thì dịch là minh sát đó, Vipassana, nhưng mà chúng tôi thấy cái chữ minh quán theo cái bản thân, theo cái nhìn riêng của cá nhân thì mình thích dùng cái chữ đó, nhưng mà nó là một nghĩa chỉ và quán. Và có những cái đề mục khác nha, có những cái đề mục khác nha. Khoảng về sau này thì trong khoảng 1.000 năm sau đó, thì Ngài Luận Sư Buddha Cô Xá có tổng hợp lại thành ra 40 đề mục. Nhưng mà trong kinh điển, trong kinh tạng, chánh kinh thì không có liệt kê 40, mà rải rác cái chỗ này, chỗ kia, có khi là nhóm 5, nhóm 10 này, đề mục như vậy. Ra cái chúng ta cũng nhớ cái chỗ đó. À, khi mà thiền sư hay là ai nói là 40 đề mục thì mình nhớ con số 40 đó là nào ở trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo, viết ra khoảng 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Thế trong kinh tạng, trong chánh kinh không có nói con số 40, nhưng mà cũng nằm ở đó chứ không phải là không. Nếu mà cộng lại rồi phát triển lên thì mình thấy cũng có lý chứ không phải là không. Ở đây là chỉ nhớ đến cái lịch sử phát triển của tư tưởng thôi. Thì trong những cái đề mục đó có những cái đề mục mà Đức Phật thấy thấy được đề cập rất nhiều ở trong kinh điển, chẳng hạn như nói về 6 tùy niệm hay là 10 tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, rồi niệm chết, niệm hơi thở, niệm tịch tịch, vân vân. Và cũng nói đi nói lại cả Nam Tông lẫn Bắc Tông nói về cái bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả. Và chúng ta nhớ từ bi hỷ xả không phải tự nhiên mà có, mà cũng không phải là chỉ một buổi mà mình chót có đầy đủ. Mình phải tập thấy quán để tăng trưởng cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả của mình. Và những cái đó nó giúp cho cái tâm mình an định. An định mình sống an vui, tạo được cái hạnh phúc ngay trong đời này. Mặc dù ngắn ngắn ngủi tạm bợ nhưng mà mình cũng phải sống an vui ngay bây giờ. Chứ không phải lúc nào mình cũng đợi cái giác ngộ giải thoát. Từ đó mà chúng ta nhớ lại Ngài Bồ Đề cũng có đề cập tới một cái khung sườn mà các vị luận sư đưa ra, tức là những cái lời dạy Đức Phật ấy, rất là thực tế, giúp chúng ta làm sao để Ngài đưa ra những cái hướng dẫn để giúp chúng ta làm sao mà sống được an vui, hạnh phúc ngay bây giờ, ngay nơi này, trong cái hoàn cảnh chúng ta đang ở, chứ không phải nơi nào xa xôi hết. Ngài có những cái lời khuyên rất thực tế mà mình có thể áp dụng được. Đối xử làm sao giữa chồng với vợ, giữa cha và con, giữa thầy và trò, giữa những người bạn với nhau, giữa người người chủ và người làm công, vân vân. Ra Ngài đưa ra những cái hướng dẫn rất là thực tế để mình làm sao mình sống được an vui ngay bây giờ. Rồi không phải ai cũng tu một đời một kiếp là xong. Nhiều người thấy khổ quá rồi cái muốn tu làm sao hết khổ, muốn rũ hết ha. Chỉ một cái rẹt là xong, thì cái điều đó cũng cũng xảy ra cho một số người nào đó, nhưng mà đa phần là không có. Đa phần chúng ta còn ngồi ở đây, tức là chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày. Trong bao nhiêu đời trước chúng ta đã tạo nhiều nghiệp quả rồi, bây giờ chúng ta phải lãnh những cái quả đó. Và chúng ta còn tái sinh luân hồi nữa. Vậy bây giờ mình làm sao để mình
tạo những cái nhân lành để mình được tái sinh vào những cái khung cảnh, những cái hoàn cảnh mà thuận tiện cho cái con đường tu tập của mình, để mình tiếp tục cái con đường của mình. Tức là mình làm sao để mình tạo hạnh phúc cho những đời sau. Chứ không ai mà chắc chắn là đa số chúng ta, kể cả bản thân chúng tôi nữa, cũng sẽ còn phải tái sinh luân hồi nữa. Nhưng mà mình làm sao mình tạo có được những cái nhân tốt để mình có cái quả tốt, để mình hưởng, tức là ở đây là mình tạo những cái điều kiện thuận tiện để mình tiếp tục cái con đường của mình cho những đời sau, tức là có những hạnh phúc trong những đời sau. Đó là, và từ đó mà đưa ra thêm một cái ý tưởng là chúng ta phải biết, thứ nhất là chúng ta phải biết rõ và chấp nhận luật nhân quả. Bởi vì nếu mình không tin có đời sau thì không có làm. À, mình không tin có nhân có quả thì mình không có thực hiện được, thì mình phải không phải chỉ lòng tin suông, nhưng mà phải suy suy tưởng và mình nhận xét, mình thấy, mình quan sát những cái gì đang xảy ra trong cuộc sống thì mình thấy có nhân quả chứ không phải là không. À, rồi thứ hai nữa là mình phải có cái sự bố thí cúng dường, chia sẻ. Bố thí là chia sẻ, thứ nhất là cũng giúp cho được mình cái bỏ đi cái tánh keo kiệt, và cũng một phần nào dẹp bớt cái bản ngã của mình, thì mình mở rộng lòng ra. Và bố thí ở đây không phải chỉ là cho người ở trên, cho cái người trên, cho người dưới đâu, nó có cái nghĩa, nó cái nghĩa cao quý hơn đó, tức là mình chia sẻ. Bố thí, bố là ban, bố là ban, trải rộng ra là thí là thi hành, tức là mình có cái gì mình cho cái đó, có tiền, có bạc, có đồ thức ăn. Không phải chỉ như vậy mà mình phải chia sẻ thời giờ của mình, chia sẻ công sức của mình để làm sao để tạo an vui cho người khác, đem cái sự an vui tử tế mát mẻ đến cho những người xung quanh. Đó là bố thí. Rồi và khi mà mình chia sẻ như vậy đến những cái vị tu sĩ hay Đức Phật hay những vị thánh nhân đó, thì mình gọi là cúng dường hay là cung dưỡng, từ cái chữ cung dưỡng, cung kính dưỡng nuôi, cung dưỡng, rồi mình đọc trại thành cúng dường. Cũng là hình thức bố thí, chia sẻ thôi chứ không có gì. À, nhiều khi cái chữ, cái từ ngữ mình dùng nó khác, nhưng mà cái ý nghĩa là như vậy. Các vị khất sĩ, các vị sống không có không nhà không cửa, bây giờ các vị cũng cần phải có những cái điều kiện vật chất tối thiểu, thì là mình chia sẻ thức ăn, chia sẻ thuốc men, chia sẻ nhà ở, tức là dựng lều cốc cho các vị đó ở, cũng như chia sẻ y phục, những cái nhu cầu cần thiết căn bản của đời sống con người. Và mình mở rộng lòng ra, mình thấy người ta khổ, thấy khổ mình không có lưỡng dưng được. À, thiên tai bão lụt hay là những người họ cần có những cái cố vấn gì đó, họ khó khổ trong tâm này nọ, mình có những cái lời khuyên dựa theo cái kinh nghiệm sống của mình, hoặc là sự hiểu biết của mình về giáo pháp, kinh nghiệm của mình đem ra mình chia sẻ, chứ không cất giấu mình để khoe khoang hay để làm gì để của riêng. Đó là cái sự bố thí rất là quan trọng, và quan trọng là phải có tâm từ, bố thí trong tâm từ và tâm xả. Thì đó là những cái việc làm mà nó là một phần ở trong cái luyện tâm của mình. Nhưng mà quan trọng nhất là một trong những cái đề mục quan trọng mà áp dụng được cho tất cả mọi căn cơ, mọi trường hợp của con người, mọi căn tánh chúng sinh, đó là mình lấy cái hơi thở, mình quán niệm vào hơi thở. Và có cái bài kinh quan trọng đó, đó là bài kinh quán niệm hơi thở, gồm có 16 bước, trong đó bao trùm cả thân thọ tâm pháp. Thật ra nếu mà mình hành đúng là chỉ cần nắm cái đề mục quán niệm hơi thở thôi. Và có lẽ vì vậy mà Đức Phật dành nguyên cho một chương trong Tương Ưng Bộ Kinh nói về tương ưng hơi thở, quán niệm hơi thở. Rất nhiều bài kinh ở trong cái chương chỉ nói về hơi thở. Và cái hơi thở quan trọng, mình đi đâu mình cũng có hơi thở, bởi vì không còn thở là mình chết. Thành tới ra nhiều người thì có thể niệm Phật thì khi quên rồi đem theo cái chuỗi hạt, hoặc là cái vòng cái sâu cái đeo ở trên tay, có những cái hạt nhỏ nhỏ là đếm niệm Phật này nọ, nhưng khi là mất mấy cái chuỗi đó thì sao? Nhưng mà cái hơi thở mình có mất, rồi đi đâu mình cũng có, mình không sợ mất, chỉ khi nào mình chết thôi, thì lúc nào mình cũng có nó nằm ở mình như người bạn của mình. Rồi mình làm cái gì cũng vậy, làm cái gì đừng có chăm chú quá. Theo kinh nghiệm riêng của chúng tôi, dựa theo lời khuyên của các thiền sư đó, thỉnh thoảng mình dừng lại vài 3 phút, rồi mình quay vào bên trong, chỉ theo dõi hơi thở, thở vào thở ra, thở vào thở ra, mình theo dõi hơi thở và theo dõi những cái
cảm giác, những cái tư tưởng đi theo cái hơi thở đó, thấy rất là người ta mình an tĩnh. Hoặc là khi nào mình bị người ta nghiếc bắn mình hay nói xấu mình nổi sân lên, thay vì mình phản ứng liền, đừng có phản ứng liền, bởi vì không cần phải phản ứng liền, mình dừng lại tạm thời, quay trở vào bên trong theo dõi hơi thở chừng 3 tới 5 hơi thở thôi, rồi sau đó hãy phản ứng. Thì lúc đó mình sẽ thấy rằng cái đối đáp, cái phản ứng của mình nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hay cả mình muốn chat cũng vậy, chẳng hạn chúng tôi hay vào trong Facebook, hoặc là ngay cả ngày xưa cũng trong cái Pow Talk này, ai nói gì cái chat gì đó, mình phản ứng thì mình chat những cái dòng gõ gõ dùng ngón tay gõ bàn phím liền, vội vàng lắm, rồi sau đó mình hối hận, mình thấy là dùng những cái lời trả lời nó quá đáng hay nặng nề hay là vẻ chua cay. Nè, mình lấy cái kinh nghiệm đó, nó thay vì mà mình chết mình phản ứng liền á, thì mình dừng lại trước, mình thở, hít vào thở ra thì khoảng 3 lần tới 5 lần, có khi 10 lần nếu cái vấn đề nó nặng nề, rồi hãy hãy trả lời, hãy phản ứng. Rồi sau mình thấy cái phản ứng mình tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó trong sáng hơn và nó xây dựng hơn rất nhiều. Rồi ra mình thấy cái hơi thở nó quan trọng. Và cái quan niệm hơi thở nó cũng là cái nền tảng của thiền minh quán này. Thấy rõ như vậy. Có ghi nếu chúng ta có gì đã trình bày một lần rồi, nếu trong tương lai có dịp sẽ quay trở lại. Đó là cái phần mà Ngài Bồ Đề trình bày rõ ràng chi tiết hơn với những bài kinh ở trong chương 8 mà chúng tôi có trình bày trong tuần rồi. Rồi bây giờ qua cái phần tuệ, phát triển tuệ như thế nào, thì đó là nằm ở trong cái phần chương chính mà chúng tôi trình bày ngày hôm nay. Thì vậy tuệ không phải tự nhiên mà có, chúng ta cũng phải 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 cẩn thận ở chỗ này. Nhiều khi chúng ta đọc sách này kia, thấy vị thiền sư ngồi gõ, từ vị thầy dùng cái gậy gõ đầu người học trò cái cốc là giác ngộ, là ngộ ngay, theo một vài cái mẫu chuyện thiền ở trong trong Phật giáo Trung Hoa, hoặc đưa ra một cái câu gì đó là cái ngồi động năm động tâm động não rồi tự nhiên bừng sáng này nọ. Nó không có phải đơn giản như vậy, mà phải có theo cái nhìn của Phật giáo nguyên thủy là phải có thứ tự, đang có sự luyện tập rõ ràng từng đề mục, chứ không phải tự nhiên mà có. Cũng như là chúng tôi hay nói là cái ví dụ như mình trồng một cái cây cam chẳng hạn, mình gieo cái hột cam xuống đất thì dĩ nhiên trong tương lai nếu đầy đủ thuận duyên, đầy đủ kia cơ hội thì nó sẽ ra cây cam, có cái trái cam cho mình ăn, chứ không thể nào ra cây chanh hay cây ổi được. Mình trồng cái mình gieo xuống cái hột cam, cái hạt cam thì sẽ được cái cây cam, được trái cam để mà ăn. Nhưng mà cái tiến trình để cho được cái cuối cùng, cái quả cuối cùng, có được cái quả cam hay trái cam để ăn, nó là một tiến trình dài, đòi hỏi nhiều cái sự nỗ lực vun trồng, để cho nó vun, nó lên, tưới nước, tưới phân nó mới lên cây con. Rồi từ cây con mình tiếp tục tưới nước, rồi tiếp tục cho phân, rồi chăm sóc tỉa, rồi từ từ nó mới lên thành cây lớn, rồi nó mới kết bông, đơm hoa, rồi kết trái. Rồi tự nhiên một cái ngày nào đó mình ngồi với cây cam này, mình đứng mình nhìn cái gió thổi trái cam nó rớt xuống xuống đất, để mình tới mình lượm mình ăn, rồi mình cho nó rằng nó quát viên đại ngộ, tự nhiên bừng sáng thấy được như vậy, tự nhiên là mình có trái cam dưới đất để mình ăn. Nhưng mà mình quên đi, nó là một cái tiến trình dài, từ lúc mà cái người này, chủ họ gieo cái hột cam xuống, hay là họ trồng cây con xuống, cho tới khi nào mà nó được trái cam tròn đầy đủ rớt xuống đất, nó là một tiến trình vun trồng cố gắng nỗ lực, chứ không phải là tự nhiên mà có. Thì đó, cái hình ảnh đó chúng tôi thường hay dùng để mà nhắc nhở cho mình cái tuệ không phải tự nhiên mà có. Cái tuệ, cái sự hiểu biết của mình cũng phải qua một cái tiến trình học hỏi và thực tập và áp dụng suy nghĩ suy tư động não, chứ không phải là tự nhiên mà có được. Thì mình chỉ nhìn cái kết quả cuối cùng mà mình quên đi cái tiến trình, một cái quá trình dài nó mà có được cái kết quả đó. Rồi trở lại cái vấn đề chương chính đó, cũng vậy, có đưa ra nhiều cái khía cạnh tùy theo cái căn cơ cũng như cái hoàn cảnh, cái căn tánh của mỗi người. Không ai giống ai hết, chúng ta là mỗi cái cá nhân như vậy, có một cái hoàn cảnh khác nhau, sự sinh ra lớn lên giáo dục trong cái môi trường, sống trong một cái xã hội khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Thành thử ra mình phải thử, mỗi người phải thử, cũng giống như là chúng ta phải biết nhiều cái phương cách tùy theo trường hợp mà chúng ta áp dụng. Nhưng mà đại khái chia ra theo cái nhìn của Ngài Bồ Đề mà cũng dựa theo kinh điển, tức là chúng ta phải biết dùng năm uẩn để quán sát,
cái thân của mình được cấu tạo bởi năm uẩn, hoặc là sáu xứ, hoặc là 18 giới, và chúng ta phải hiểu duyên sinh như thế nào. Và cuối cùng rồi cái mấu chốt của vấn đề ở đây, cái quan trọng nhất là nó phải hiểu tứ thánh đế, hay là mình gọi là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Tức trong 45 năm Đức Phật xuyên suốt dạy từ cái bài kinh đầu tiên tới bài kinh cuối cùng đều nằm ở trong cái khung sườn tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Mà chúng tôi sẽ đã trình bày trong mấy lần trước rồi, bây giờ chỉ một chút xíu là sẽ trình bày thêm một ít chi tiết để chúng ta hiểu thêm chút chút như vậy. Rồi có ai thấy được cái sơ đồ này chưa? Nằm ở bên ngay cái góc bên bên phải, chúng tôi đưa vào cái hình vòng xoắn. Anh chị thấy được cái chỗ này, thấy được xin cho số 1. Tức là chúng tôi muốn đưa nhắc đi nhắc lại đó là nhiều khi chúng ta đơn giản, cái tư duy của mình nó đơn giản, mình nghĩ là cái sự tu tập mà là tiến trình đường thẳng, xong bước 1 rồi qua bước 2, xong bước 2 qua bước 3, xong bước 3 qua bước 4 như vậy. Trong cái sự tu học của mình theo cái nhìn của chúng tôi, nó không có đơn giản như vậy mà là theo cái tiến trình hình xoắn, nó trở đi trở lại, trở đi trở lại nhiều lần nếu mình nhìn ở trên cái mặt phẳng hai chiều. Nhưng mà nếu mình đưa vào trong cái mặt phẳng ba chiều, trong cái không gian ba chiều á, thì mình thấy nó có cái chiều cao, nó đưa mình lên cao. Đó, rồi bây giờ mình nhìn trở lại cái chẳng hạn như tiến trình giới định tuệ, mình thấy lúc nào cũng giới định tuệ, nhưng mà cái mức độ giới định tuệ của mình ngày hôm nay nó phải cao hơn, tốt hơn cái mức độ giới định tuệ của ngày hôm qua. Cũng như là cái giới của mình vậy, ai cũng nói rồi phải có giới, nhưng mà là phàm nhân mà mình chưa có tu tập nhiều á, thì cái giới của mình á, mặc dù mình phát tâm nhưng mà thật sự trên thực tế mình chưa có được trong sạch, là cái điều đó mình chấp nhận. Nhiều khi mình cho như vậy rồi mình nản. À, mình nói mình thôi, mình tật xấu nhiều quá chắc tu không có được. À, mình nhớ như vậy, mình phát tâm trước rồi mình cố gắng mình giữ giới mỗi ngày chút chút, nhưng mà nó sẽ tăng lên theo thời gian nếu mình vẫn cố công. Cũng như cái mức định của mình cũng vậy, mà hành thiền ai ai đã đi hành thiền rồi biết thì cũng biết, nhiều khi lúc đầu mình chỉ ngồi được 5 phút 10 phút là thấy tâm bất an, không thấy an ở chỗ nào hết, mà càng ngày cái tâm nó càng lộn xộn. Nhưng mà mình cố gắng mình trì trí thì từ từ mình sẽ thấy rằng cái mức tâm an định của mình của ngày hôm nay nó sẽ khá hơn ngày hôm qua, và khá hơn nhiều so với 1 năm 2 năm trước. À, thì ra mà đi như vậy, cái tuệ cũng vậy, không phải mà ngồi đợi cho tới cuối cùng rồi mới thông suốt được 12 nhân duyên. Nhưng ít ra lúc đầu mình ráng mình học học thuộc lòng cái tên của 12 cái nhân duyên đó là cái gì trước cái đã, cũng như là cái định nghĩa của tứ thánh đế là gì. Thật sự ra mình nói mình khổ chứ thật sự ra mình chưa có thấy khổ đâu. Nhiều khi mình quên, mình thấy sướng, cái hạnh phúc được cái gì đó, chẳng hạn cho ăn cho thấy sướng, hay là mặc, hay là được người ta khen tự nhiên sướng lên, hoặc được ông chủ tăng tư lăng lương cho lên chức vụ, hay là ở trong chùa ở trong hội được lên chức hội trưởng này kia, cái tự nhiên mình thấy thích nở cái lỗ mũi ra, đâu có thấy khổ đâu. Thật ra mình nói mình biết khổ thật sự mình chưa có thật sự thẩm thấu được, vẫn còn chấp vào trong cái năm uẩn rồi, mặc dầu và ngay cả năm uẩn phải nhớ cái tên gọi nó là gì trước cái đó. Sắc thọ tưởng hành thức, và có khi nhiều người không nhớ. À, đơn giản không nhớ, thế ra đầu tiên phải nhớ mấy cái thuật ngữ rồi mình nói như vậy, chứ thật sự ra rồi bỏ để chạy đi học theo vi diệu pháp A Tỳ Đàm này nọ, là phân tích chia sẻ cái tâm là 20 mấy loại tâm, tâm vương, tâm sở, rồi sắc pháp thay vì 4 là chia thành 28 loại này nọ, nó lộn ở trong đó. Đầu tiên là mình phải nhớ những cái căn bản và thấy được nó, sắc thọ tưởng hành thức, và thấy được cái sự hoạt động. Thay vì mình chia ra thành tới 120 mấy pháp, làm sao mình thấy cho kịp. À, ra cái căn bản là phải nắm trước, rồi từ từ rồi mình đi sâu hơn, nhưng mà cái căn bản làm sao phải thấy. À, là thế, đó là cái tiến trình giới định, cái tiến trình vòng xoắn mà chúng tôi thường hay đưa ra nhắc đi nhắc lại, riết thì cũng nhàm chán, nhưng mà để cho mình nhớ. Nhiều khi mình nói như vậy rồi tới chừng mình lý luận với nhau lại nghĩ tới đường thẳng, chứ không có nghĩ tới cái tiến trình hình xoắn. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp, nói về cái dàn bài của cái chương chính ngày hôm nay, để chúng tôi đưa cái link lên. À, nếu ai vào được xin cho số 1. Cái chương chính theo cái nhìn của chúng tôi coi như đỉnh điểm của cuốn sách. Cuốn sách có 10 chương, thì chương thứ 10 thì nói về những cái thành quả
À, tức là nói cho chúng ta có sẽ ngài Bồ Đề sẽ trình bày cho biết cái kết quả là gì, là bốn cái quả thánh dự lưu nhất lai bất lai a la hán, và chúng ta hiểu như thế nào về cái danh xưng của Đức Phật. Thật ra về nhóm 10 tức là nói để chúng ta hiểu nằm ở trong nhắc lại. Nhưng mà nói về phương diện tu tập và hiểu biết thì chương chính là coi như là định điện, tức là chúng ta biết giới định tuệ. Thì như đã là những cái chương đầu tiên nói về học Phật, nói về cái phương hướng chúng ta phải tiếp xúc tiếp cận cái giáo giáo pháp như thế nào, rồi chúng ta làm sao để chúng ta giữ giới để mà có sự hạnh phúc ngay đời này, rồi chúng ta phải tu tập cái tâm của mình như thế nào, cái để cho an định như thế nào, và chúng ta có cái lòng bố thí như thế nào giúp chúng ta cái tâm nó càng ngày càng an định hơn. Và từ cái an định đó thì chúng ta hướng về những cái đối tượng, về những cái gì chúng ta thấy được trong đời sống, ngay cả cái bản thân của mình, để chúng ta hiểu rõ được cái cấu tạo của bản thân, là để phát cái sự gọi là cái tuệ giác. Và cái tiến trình là tiến trình tu tập từ từ từng bước, có tính cách là sư phạm rõ ràng. Cái đó là cái điều mà khác biệt giữa đạo Phật và những cái đạo giáo khác. Đức Phật ở lại với thế gian sau khi thành đạo, ngài ở lại 45 năm, ngài giảng dạy giáo pháp cho nhiều người, cho nhiều hạng chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau, từ bậc vua chúa, vua quan, trí thức, những người giàu có, cho tới những người làm công, những người đầy tớ, nông dân, tiều phu, cả những em bé nữa. Nữa cái lời dạy của ngài phong phú vô cùng, và được và tùy theo cái đối tượng mà ngài giảng. Và nhớ như vậy là khi chúng ta đọc kinh, một trong những điểm quan trọng là phải tìm hiểu xem, nếu có thể được, đôi khi khó lắm nhưng mà phải cố gắng tìm hiểu là cái xuất xứ cái bài kinh ở đâu, Đức Phật do cái duyên sự nào, do cái nguyên nhân nào mà ngài giảng cái bài kinh này, và cái thành phần đối tượng là ai. Đôi khi ngài giảng bài kinh cho những vị tu sĩ mà đã có căn cơ lâu đời, tu năm liễu năm rồi, chỉ cần giảng ngắn gọn là cái vị đó có thể giác ngộ và đắc đạo, trong khi mình đọc cái mình nói tại sao mình không đắc đạo, hoặc là mình cứ bám vào cái bài kinh đó rồi mình cho rằng chỉ có cái đó là đủ. Phải coi chuyện ở chỗ đó có thích hợp cho mình hay có thích hợp cho cái căn cơ và cái hoàn cảnh sống của mình hay không, và cái trình độ hiểu biết cũng như trình độ tu tập mình đã tới đâu rồi. Thành ra mình phải đôi khi mình phải nhớ, phải tìm hiểu như vậy thì cái duyên sự của bài như thế nào. Bây giờ ở trong cái chương chính này á, thì ngài Tỳ Khưu Bồ Đề chia ra làm năm năm đoạn, năm phân đoạn. Phân đoạn đầu tiên á thì ngài nói về cho giới thiệu cho, đối với chúng ta thì dễ rồi, người Phật tử, nhưng mà đối với những Phật tử tân tòng, tức là người Âu Mỹ mới đến với đạo Phật thì cần phải cho họ thấy. Nên là đây cũng là cái dịp để mà mình ôn lại. Tức là một cái đặc điểm của trong giáo lý đạo Phật là ngài, bởi vì cái chữ dùng khó lắm, nhiều khi mình nói không người ta không có hiểu, mà đưa ra những cái hình ảnh thí dụ, mình gọi là ảnh dụ, những cái hình ảnh thí dụ thì dễ hiểu dễ thấy. Một cái tấm hình bằng có giá trị bằng 1.000 chữ viết. Người Tây phương cũng có câu ngạn ngữ rất hay, thành thử ra chúng ta thích dùng những cái biểu đồ hơn, bởi vì cái khả năng mà diễn tả cái nói cũng như cái khả năng viết của chúng ta không có nhiều, nhưng mà chúng ta thích thích lập sơ đồ, những hình ảnh mình nhìn một cái là mình có thể nắm được vấn đề. Đó, thành ra trở lại, và trong những cái lời giải cái bài kinh Đức Phật, một trong những cái đặc điểm đó là có rất nhiều cái ảnh dụ, những hình ảnh thí dụ để cho giúp cho mình hiểu cái vấn đề. Thì ngài dùng là trí tuệ cũng giống như ánh sáng, chúng ta đang sống tăm tối không thấy được trong rừng sâu, bây giờ bừng sáng lên, khi mình có tuệ rồi cái trí tuệ mình nó bừng sáng lên, mình giúp cho mình thấy rõ được cái con đường mình đi, hoặc là những cảnh quan chung quanh, hoặc là nó giống như cái dao bén để mà cắt cắt thịt hay là cắt cỏ, cắt da rau cải này, dao thật sắc bén cắt xuyên suốt, cắt một cái rẹt là đi. Thật ra phải cần có trí tuệ là ở chỗ đó. Rồi nó đưa vào cái đoạn thứ hai cũng rất là hay, không có bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, nói về các điều kiện để mà có phát triển trí tuệ như thế nào, chứ không phải tự nhiên mà có, không phải ngồi đó là người tiểu thiền sư cầm cái gậy gõ đầu mình cái cốc là mình có trí tuệ được liền. Cái chuyện đó là chuyện khó xảy ra, chỉ có một số những người căn cơ họ chín mùi rồi, tu nhiều đời rồi, tới giờ này chỉ cần thiền sư hét một tiếng là họ hiểu thôi, còn mình thì khác. Đa phần chúng ta là phải
phải tu tập, phải có những cái điều kiện, phải theo những cái điều kiện như thế nào. Rồi qua cái phần nữa là quan trọng nữa là cái bài kinh về chánh tri kiến của ngài Xá Lợi Phất giảng. Trong đó ngài có bao ngài giảng bao gồm nhiều cái điểm chính, điều quan trọng mà mình cần phải biết. Mình không cần phải, đừng có mong mỏi là hiểu được liền, nhưng ít ra mình phải hiểu những cái điểm chính và những cái tiêu đề trong cái phần để có một chánh kiến như thế nào. Nhiều khi mình nói chánh kiến tức là hiểu đúng rồi, rồi mỗi người hiểu đúng một kiểu, cuối cùng là không biết đúng là đúng chỗ nào. Đấy, mình dùng cái chữ không mà mình không đọc kinh đó, rồi mình cứ đem cái chữ đó, chẳng hạn cái chữ chánh kiến ra mà để mà suy luận suy đoán với nhau, rồi nó đâm ra nó sai lạc. Ra cái điều quan trọng khi mình đọc kinh là chỗ đó, cùng một cái danh từ, một cái danh xưng như vậy mà mỗi người hiểu cách khác nhau, rồi bây giờ mình phải trở về xem coi trong kinh nói như thế nào về về cái chữ đó. Và một trong những cái bài kinh quan trọng là trong trong bộ kinh, bài kinh số 9 là bài kinh về chánh tri kiến. Và cái phần thứ tư là còn quan trọng, tức là những cái vùng đất để mà tuệ phát sinh, hay là lĩnh vực của trí tuệ. Tức là mình có thể hiểu biết vấn đề càng ngày càng thâm sâu hơn qua nhiều cái hướng khác nhau. Nhưng mà cuối cùng sẽ tụ về một điểm, chứ không ai cũng phải giống nhau đâu. Là mình phải thử, phải rồi sau đó là mình phải áp dụng. Tức là mình phải phát triển trí tuệ bằng cách suy tư, suy quán về cái bản chất của con người mình được cấu tạo thành năm uẩn. Hoặc là mình bằng cái con đường của sáu xứ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, cũng là cái bản chất, cái mà qua đó là mình biết được cái sự hiện diện của mình, của cái gọi là tôi và những người chung quanh, những cái thế giới bên ngoài. Hoặc là có những cái bài kinh thì nói sâu hơn, từ 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 năm uẩn và sáu xứ đó, thì Đức Phật đôi khi Đức Phật phát triển, khai triển thêm nữa, nói về 18 giới, tức là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Rồi có những cái bài kinh ngài nói cái cấu tạo của cái thân vật lý của mình là do bốn đại, là đất nước lửa gió, rồi có khi cũng thêm vào hai đại nữa, tức là nói về không gian và thức. Nhưng cái bài kinh đó thì ít thôi, cái phổ thông là nói về tứ đại nhiều hơn. Nhưng mà mình cũng phải biết, mỗi người mình phải biết, nếu mình thấy không thích hợp thì cũng không sao, nhưng mà ít ra mình hiểu được cái khái niệm và những cái thuật ngữ như vậy. Và quan trọng nhất là nói về mình phát triển sự hiểu biết của mình, nhìn qua thế giới bên ngoài và bên trong qua con đường duyên sinh, mà mình hay nói 12 nhân duyên, có khi có 10 nhân duyên thôi, có những bài kinh là, nhưng mà 12 đó là phổ thông nhất. Và có rất nhiều cái bài giảng về cái này, không có đơn giản để hiểu. Và cũng một lần nữa, không phải là tiến trình đường thẳng, tức là không phải là cái nhân đầu tiên qua nhân thứ hai, nhân thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tới 12 rồi quay trở lại một, không phải là như vậy. Mà đôi khi nó đang xen lẫn với nhau, rồi chia làm ba thời, hiện tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Đó là những cái diễn giải về sau mà mình cũng cần phải nắm. Và cuối cùng phải quay trở về 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 cái tứ thánh đế, bởi vì cuối cùng rồi thì có một bài kinh mà chúng tôi rất là tâm đắc và được nhiều người thích đọc, đó là bài kinh Lá Rừng Simsapa. Tức là Đức Phật giảng rất nhiều, ngài biết rất nhiều, chứ không phải giảng rất nhiều, xin lỗi, ngài biết rất nhiều, nhưng mà những gì mà ngài giảng cho chúng ta, ngài giảng ra trong suốt 45 năm thì nó ít như là cái số lá Simsapa nằm trong cái bàn tay của ngài. Còn cái mà ngài biết, những cái gì ngài biết nó nhiều như cái số lá trong rừng. Nhưng mà những cái biết đó không có quan trọng. Cái mà quan trọng nhất á, mà ngài giảng cho chúng ta, tức là về khổ, về cái nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ và con đường giúp cho chúng ta như thế nào để đưa tới diệt khổ, khổ diệt, tức là khổ tập diệt đạo. Đó là ngài giảng như vậy. Từ đó mà chúng ta thấy phát triển ra nhiều cái vấn đề khác nhau. Nhưng mà rốt cuộc lại là rút lại là cũng nằm trong phải thẩm thấu tứ thánh đế. Khi có một cái vị mà đã thấy được như vậy rồi, gọi là mở pháp nhãn để bắt đầu nhập dòng thánh, đã thành quả rồi, chỉ một cái thánh nhân đầu tiên, cái quả đầu tiên, sơ quả, tức là quả dự lưu. Dự lưu là chỉ chúng ta chỉ đó, tái sinh trở lại tối đa 7 lần thôi. Rồi chúng ta cần nhắm vào cái đó trước. Có nhiều người đến đạo Phật thì chỉ muốn thành Phật, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát thôi. Thì ngày xưa chúng tôi cũng có quan niệm như vậy, mà sau này lớn tuổi rồi mình thấy cái đó nó không thực tế. Theo cái nhìn riêng của cá nhân chúng tôi đó là
làm sao để chúng ta tiến định đến gần cái bờ sông giải thoát, hay là được nhập được cái dòng sông giải thoát đó. Thì đó là cái mục tiêu thực tế mà chúng ta cố gắng, bản thân chúng tôi đang cố gắng như vậy. Khi mình nhập được cái dòng sông giải thoát rồi thì dầu cho 5 năm kiếp nữa, hay 6 kiếp nữa, 7 kiếp nữa là không thành vấn đề. Cái khó khăn là làm sao nhập được cái dòng sông giải thoát. Còn vấn đề có thành A-la-hán hay không thì cũng không thành vấn đề. Chừng đó tính sao? Cũng như mình đang học y tờ, học lớp 1, lớp 2 thì làm sao để mình xong cái bằng tiểu học, xong cái bằng trung học, xong cái bằng tú tài. Xong cái bằng tú tài tới bằng 10, lớp 12 rồi đó sẽ tính sao? Muốn học cử nhân, kỹ sư hay là muốn làm thạc sĩ, tiến sĩ gì đó tính sao? Nhưng mà bây giờ là phải làm sao cho biết học đếm cho nó thuộc, bản cửu chương cho rành, cộng trừ nhân chia cho nó xong, nhận được mặt chữ đánh vần viết ra được, không sai chánh tả này. Cái đó là cái quan trọng. Nhiều khi mình không nghĩ tới chuyện đó, mình nghĩ tới chuyện chỉ là bác sĩ, kỹ sư hay là ông tiến sĩ, thạc sĩ này kia thôi. Trong khi đó mình chỉ là học bậc tiểu học, mình học chưa xong. Rồi trở lại cái vấn đề là làm sao như vậy. Nghĩa là thẩm thấu tứ thánh đế. Rồi cái phần cuối cùng là nói về Niết Bàn. Niết Bàn cũng có nhiều cái định nghĩa, nhiều định nghĩa đưa ra cũng rất là hay, không có đơn giản dễ hiểu, nhưng mà mình phải đọc. Mình đọc để mình hiểu sơ sơ cái vấn đề đó. Đó là về cái khung sườn và cái dàn bài của chương chính mà chúng tôi nghĩ rằng quan trọng. Đọc một lần, hai lần, ba lần cũng chưa thấm thấu, chúng tôi đọc nó cả mấy chục lần mà thấy cũng còn thấy khó khăn ra, đừng có nản chí. Nhưng mà đầu tiên là mình phải cố gắng đọc trước, đọc hết, hiểu hay không cũng không thành vấn đề, mà đọc hết, mà đừng có đọc với cái thái độ là vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, không có. Mình đọc rồi mình cũng thông cảm cho người dịch, thông cảm cho ngài, những cái thuật ngữ của ngài Minh Châu dùng thiên xưa, nhưng mà ngài là người đầu tiên. Mình đọc để mình lấy ý, rồi mình để đó suy tư thêm, rồi mỗi ngày chút chút thì nó thấm. Nhưng mà đầu tiên là phải đọc, cái đó là vạn sự khởi đầu nan. Đầu tiên là mình phải bỏ thì giờ để đọc, đọc chậm chậm, đọc hết, đọc cái phần dẫn nhập của chương, rồi đồng thời đọc những cái bài kinh như vậy. Hiểu hay không thì là từ từ, mà đừng có nóng nảy, mà cũng đừng chủ quan. Chúng tôi trong có đưa ra được đưa vào đây một số những cái biểu đồ, cũng như đưa vào trong Facebook những cái biểu đồ này, rồi nhiều người thấy là thích nó là có đủ rồi, nhưng chưa có đủ. Cái những cái biểu đồ chúng tôi soạn ra là theo cái nhìn riêng của một cá nhân thôi, chưa chắc gì đúng. Nhưng mà chỉ mục đích là để giúp cho mình tự mình ôn lại, đồng thời chia sẻ với bạn bè để theo cái nhìn riêng của cá nhân, cái bố cục của bài kinh nó như thế này, đi từng có từng nhóm như thế này, và có những cái điểm quan trọng như thế này mình cần phải ghi. Sau khi mình nắm được cái biểu đồ đó, là mình phải tự mình đọc bài kinh, đọc chậm chậm. Rồi có thể là mình thấy cái biểu đồ sai, nhưng mà thấy được người ta làm sai tức là mình cũng là có tiến bộ rồi. Có thể là thấy cái biểu đồ nó chưa có chính xác, hoặc là cái biểu đồ đó giúp cho mình thấy rõ hơn cái nội dung của bài kinh, thì cái đó mới là cái quan trọng. Tất cả quan trọng là mình làm sao, đó là những cái phương tiện để mà giúp cho mình đọc cái bài kinh. Và cái phần dẫn nhập của cái chương chính này, tức là khoảng 10 trang, rất quan trọng. Chúng tôi càng đọc càng thấy thấm thía những cái sự phân tích rất tế nhị của ngài Tỳ Khưu Bồ Đề. Có thể là chúng tôi dùng chữ dịch chữ mới thoát được ý của ngài. Nhiều khi mình cũng phải nói, mình không phải là người chuyên môn trong vấn đề dịch thuật, ra mình đọc trở lại cái phần dịch của mình thấy cũng chưa có ưng ý lắm. Mình đọc lại cái nguyên tác bằng tiếng Anh của ngài Bồ Đề, mình thấy thấm ghê lắm. Thấy ngài bỏ bỏ công, và ngài có lẽ là qua nhiều năm tu tập, cái nhìn của ngài sắc bén là cái trong những, có thể nói là trong 10 chương của cuốn sách, chúng tôi rất là tâm đắc với cái chương này. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp này. Đó là cái hình số 3 trong trong bài. Bữa nay có nhiều hình lắm, chúng tôi không biết có đi hết hay không, nhưng mà thôi kệ, tùy duyên. Trở lại cái vấn đề là vấn đề giới định tuệ. Đó là cái vòng, một cái tiến trình hình xoắn, giống như cái cầu thang xoắn đưa mình lên từ từ từ. Rồi mỗi ngày bắt đầu bằng giới, rồi mình định, rồi mình tuệ, rồi quay trở về giới, rồi qua định, cái bước định thâm sâu hơn chút, rồi cái hiểu biết của mình lên chút nữa, cái tuệ, rồi phải quay trở về giới, rồi lúc đó là mình thấy cái sự giữ giới của mình nó tốt hơn.
nó tăng cường hơn, là nó củng cố cái nền tảng để mình có một cái sự giao tiếp tốt đẹp trong đời sống. Thành ra cái giới định tuệ đi lòng vòng như vậy, đưa lần lần. Và cái câu này chúng ta trích ra trong cái câu trong cuốn sách của Ngài Bồ Đề, Ngài nói rất là rõ ràng: các cơ sở có điều kiện để phát triển trí tuệ được quy định trong cấu trúc ba lớp của sự tu tập trong Phật giáo. Như chúng ta đã thấy, trong ba học phần của con đường Phật giáo, giới học hoạt động như là nền tảng của tâm định, và định học là nền tảng của tuệ giác. Giới là nền tảng của định, định là nền tảng của tuệ. Thành ra mình đây là mình thấy rõ ràng nó có cái đi tuần tự theo cái phương pháp sư phạm như vậy. Như vậy điều kiện tức thời để phát sinh trí tuệ là tâm định. Tâm mình không có định là không có phát triển trí tuệ được. Thành ra mình cố gắng, và cái thực tế là mỗi người mỗi ngày nên cố gắng hành thiền 10 phút cũng được, sáng 10 phút, chiều 10 phút, và những giờ rảnh rỗi để mình tâm mình nó định lại, mà cũng đừng có vội vàng. Nhiều khi mình mới hành thiền được có 1 2 tháng thì thấy tâm định mừng quá, nhưng mà rồi cái chuyện gì đã xảy ra trong gia đình thì nóng nảy lên, buồn khổ cho nên là quên đi. Rồi mình thấy những cái lúc mà mình va chạm thực tế á, khi mình xả thiền, mình đi ra ngoài làm việc hay là tiếp xúc trong gia đình, trong xã hội mà đụng chạm với đời sống thực tế, thì mình mới biết tâm định mình đã đi tới đâu rồi. Chứ không phải là chỉ ngồi xếp bằng nhắm mắt lại phì phò rồi mình nói là như mà mình đạt được cái này cái kia. Cái bài thử thách đó, thực tế nhất là khi mình trở về đời sống hàng ngày, mình thấy đời sống của mình có thể giao tiếp như thế nào, đối xử với những cái mình xử lý những cái vấn đề khó khăn như thế nào. Rồi mình thấy nó mới mới thấy đó, nó mới thấm thía, rồi mình biết rằng à chưa xong. Như chúng tôi hôm qua cũng vậy, đi chùa có những cái chuyện tự nhiên nó bực, những chuyện mà không đúng cái ý mình xảy ra, tự nhiên cái tâm mình bực lên không kiểm soát được, cái tự nhiên mình thốt ra những lời lẽ vừa vừa nói xong cái tự nhiên thấy hối hận. Đáng lẽ không nên nói như vậy, đáng lẽ không nên phản ứng ngay như vậy, không có tốt, không có giải thích, không có giải quyết được gì. Rồi mình thấy à như vậy là mình phải còn học nữa, phải kiểm soát cái tâm mình, rồi phải hành thiền thêm nữa, chứ không phải như vậy là xong. Hay là nó kinh nghiệm như vậy. Như vậy điều kiện tức thời để phát sinh trí tuệ là tâm định. Như Đức Phật thường nói: này các tỳ khưu, hãy phát triển tâm định. Một người có định tâm sẽ thấy các sự vật như chúng thực sự là, như thị như thi ha, như thị. Thấy ra là như vậy, mình chưa thấy đâu, thật sự là mình chưa có thấy. Để nhìn thấy sự vật như chúng thực sự là công việc của trí tuệ. Cơ sở tức thời cho cái thấy chính xác này là tâm định. Cái tâm mình có định rồi thì mình mới thấy được tuệ. Nhiều khi nhiều người cũng chủ quan hoặc là nghĩ không đúng, cho rằng đi hành thiền là chỉ có minh sát, hình thường tuệ thôi, mà quên cái tâm định. Mà muốn có tâm định rồi mình phải biết giảm giảm thiểu như thế nào trong đời sống, cho đời sống đơn giản, sống nhẹ nhàng thì cái tâm mình mới định được, thì nó có liên hệ với nhau, chứ không phải là chỉ vào khóa thiền là cái tâm mình phát trí tuệ được liền. Mình có theo dõi cái tâm, quán tâm này tâm kia này, hoặc là theo những biểu đồ chia sẻ cái tâm thành tâm vương, tâm sở 120 mấy cái loại tâm như thế nào, học thuộc lòng như vậy, không nó cũng là một cái phương tiện thôi, nhưng mà không phải là cái mục đích. Bởi vì tâm định tùy thuộc vào hành động đúng đắn về thân và khẩu, giới học cũng là một điều kiện cho trí tuệ. Cái đoạn này của ngài Tỳ Khưu Bồ Đề thì chắc ai cũng hiểu hết rồi, nhưng mà ngài chúng tôi thích là bởi vì ngài diễn tả theo một cái lối khác, theo cái logic khác mà mình thấy hay, là chúng ta xin chia sẻ ở đây. Bây giờ chúng ta qua cái hình tiếp, hình này cũng là một cái chúng tôi lấy cái lời dạy có những cái lời trình bày của ngài Bồ Đề cô đọng lại ở đây. Tức là ngài nói về hành thiền như thế nào. Hình thứ tư: hành thiền là một pháp tu tập tâm, nhắm đến một công phu có hai mặt: làm tĩnh lặng tâm và tạo minh quán. Thì khi mình nói hành thiền là phải song đôi với nhau, có chỉ có quán. Thì đó đó cũng là một cái ý tưởng của ngài thiền sư Ajahn Brahm ở đây ở Tây Úc. Ngài nói không có cái gì gọi là thiền ý hay là thiền quán, chỉ có thiền của đạo Phật hoặc là thiền không phải của đạo Phật thôi.
Tức là Ngài không có phân chia cái lối hành, cái phương pháp dạy hướng dẫn của Ngài trong những khóa thiền đó là đây là thiền chỉ, đây là thiền quán, mà Ngài chỉ nói chỉ hành thiền thôi. À, mình theo dõi cái tâm của mình, cái tâm nó định rồi cái mình sẽ hướng về cái mục tiêu như thế nào, chứ không có theo cái nhìn của Ngài Ajahn Chah cũng vậy, Ajahn Brahm cũng vậy, và ngay của Ngài Bồ Đề. Chúng ta có hai mặt, như chúng ta hay nói là hai mặt của đồng tiền, nó là cùng là thuộc về đồng tiền hết. Hoặc là nói như Ngài Ajahn Chah thì Ngài đưa cái ảnh thí dụ là giống như cây gậy, hai đầu của cây gậy. Có khi mình thấy cái đầu này cao hơn cái đầu kia, nhưng mà cuối cùng rồi đó là một phần, đó là cấu tạo thành cây gậy, thiền chỉ và thiền quán. Tâm tĩnh lặng, an định là nền tảng của minh quán. Tâm tĩnh lặng, quan sát các hiện tượng khi chúng sinh và diệt. Từ việc quan sát liên tục và thăm dò thẩm tra, phát sinh tuệ minh sát cao thượng về mọi hiện tượng, mọi pháp. Khi trí tuệ bắt đầu có đà, tuệ ấy thâm nhập càng lúc càng thâm sâu vào bản chất của sự vật, mà đỉnh cao trong sự hiểu biết đầy đủ và toàn diện được gọi là giác ngộ. Thành thử ra mình thấy không phải chỉ có mình bừng sáng cái tuệ là mình giác ngộ đâu. À, nó phải đi từ từ, phải càng ngày càng đào sâu nữa. Về sau này trong những bản chú giải có đưa ra 16 cái loại tuệ minh sát hay là gì đó. À, cũng là chia sẻ thêm để chúng ta thấy rằng nó phải đi từ từ, chứ không phải khi mình ngồi cái mình thấy được cái hiện tượng sinh diệt sinh diệt sinh diệt cái mình nói là đủ rồi, cũng chưa chắc, chỉ là cái bước đầu thôi. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình tiếp cũng là chúng ta trích trong cái cuốn sách Những Lời Phật Dạy, trong cái chương chính mà các anh chị cũng có đọc sơ qua rồi. Cái chỗ này quan trọng là bởi vì mình là Phật tử Việt Nam thì mình tiếp thu những cái ý tưởng từ hai nguồn, nguồn Bắc truyền và nguồn Nam truyền. Mặc dù chúng ta đa phần ở trong room này là theo Phật tử Nam truyền, nhưng mà những cái gì mà chúng ta đọc hay là nghe nó phản phất thế, cũng có ảnh hưởng của Bắc truyền trong đó chứ không phải là không. Và Phật giáo Bắc truyền hay là gọi là Đại thừa thường hay ca ngợi về bát nhã, trí bát nhã, tuệ bát nhã vân vân, rồi cho rằng đó là của Đại thừa, của Bắc tông, mà thật sự không phải. Đó cũng là bắt nguồn từ Phật giáo Nguyên Thủy. Cái chữ bát nhã tức là âm, âm cái tiếng Hán Việt từ cái chữ Sanskrit là prajna, và cái từ tương đương của bên Pali là panya, panya, panya. Ra mình thấy cái chữ panya là từ đó mà qua cái chữ bát nhã đã có sẵn ở trong giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy rồi chứ không phải là không có. Ra chúng tôi đưa cái phần này ra để mà chúng ta có một cái nhìn tương đối là nó chụp khách quan hơn. Thì sau Ngài Bồ Đề thì Ngài giảng như thế này: từ Pali Panya hay là Bát Nhã hay là Tuệ Giác có gốc động từ nha, có nghĩa là biết, với tiếp đầu ngữ pa để làm cho từ gốc có ý nghĩa năng động hơn, tức là phải biết thấy rõ, có chứ không có cái gì cao xa. Nếu mình chia sẻ cái gốc như vậy, Panya hay là Prajna có nghĩa là biết hoặc là hiểu biết, không phải là một vật sở hữu nhưng là một hành động. Hành động biết, hành động của sự hiểu biết, hành động nhận biết. Là cái chữ Panya đây mà trong cái chữ hành động mình biết, chứ không phải mình sở hữu, mình nắm cái tuệ đó là cái gì đó, là mình tới mình nắm bắt, mình có, không phải như vậy, nhưng mà nó là cái hành động mình thấy rõ vấn đề. Chứ không phải là nó như là giống cái giấy chứng chỉ hay là cuốn sách gì đó, mình chiếm hữu, không có. Nó là cái hành động để mình nhận thức, mình thấy rõ vấn đề. Trong Pali, động từ Prajnanati, người hiểu biết, chuyển tải ý nghĩa này có hiệu quả hơn là từ danh từ tương tương quan Panya, hiểu biết, người biết. Thành thử ra Ngài Brahma đây, Ngài dùng tiếng Anh thì Ngài hay dùng cái chữ the knower, tức là cái người biết. Know to know tức là biết nha, to know là người biết. Panya có ý nghĩa như là một loại hiểu biết cao cả hơn những gì chúng ta hiểu biết. Ví dụ như hiểu biết về một đoạn khó khăn trong cuốn sách giáo khoa về kinh tế hay những ngụ ý trong một tranh luận pháp luật, thì cái đó là những hiểu biết thông thường. Và cái Panya là nó cao hơn ở chỗ đó. Cái chữ hiểu biết thông thường thì trong tiếng Anh gọi là knowledge,
những kiến thức thôi, những thức mình biết như vậy thôi, cái trí thôi. Panya biểu thị sự hiểu biết phát sinh thông qua tu tập tâm linh, phải biết tôi tập, phải có một cái sự tu tập trong đó, phải tự nhiên mà bất chiến tự nhiên thành, để cái tâm nó an định rồi cái thấy rõ. Không phải sau đó là mình phải hướng cái tâm về một cái vấn đề nào đó, mình đào sâu vào đó thì mình mới thấy được vấn đề. Cũng như là có vị thiền sư mà ngày xưa cũng nói rất hay, chúng tôi nhớ hoài, tức là cũng giống như là mình làm thức ăn nha. Mình có con dao, tức là mình hành thiền, mình mài cho nó bén, tức là mình hành thiền chỉ. Khi mà nó bén rồi không phải đứng ngắm nghía, rồi hoặc là đem con dao đi khoe khoang, hoặc để mà dọa nạt người khác hay là người kia, để tạo sức mạnh, để tạo uy quyền quyền lực, mà mình dùng con dao để làm thức ăn. Tức là sau đó là mình dùng cái con dao làm gì, tức là mình đừng có quên mục đích khi mà hành thiền, không phải để mà tạo ra những cái thần thông hoặc là tạo địa vị để người khác ca ngợi mình này là kia, tôn sinh của mình, rồi mình thấy đắc chí, rồi tôi thấy cái đó là mình đi sai. Mình cũng lúc đầu là mình hành đúng, nhưng mà cuối cùng là mình đạt được cái mức độ đó rồi cái mình quên đi cái mục đích ban đầu. Soi sáng bản chất thực sự của sự vật và lên đến đỉnh điểm của tâm thanh tịnh và giải thoát, tức là mình dùng cái đó để mình soi rọi vào những cái mục tiêu, những cái nền tảng để phát triển trí tuệ, để mình thấy rõ cái vấn đề, hiểu nó rõ vấn đề. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái điều này, hình này thì trở về cái thực tế ra, mình thấy Đức Phật có khi ngài đưa ra những cái tám điều kiện để phát sinh trí tuệ. Chúng ta thấy rằng muốn được như vậy thì Đức Phật cũng có những cái lời khuyên rất thực tế để mà chúng ta áp dụng. Tám cái bước như vậy, hay là tám cái điều kiện. Thứ nhất là mình biết gần gũi và quý kính các bậc đạo sư và hay bạn đồng tu của đủ tư cách làm thầy, không thầy đố mày làm nên. Tiếng có cái ca dao, có cái thành ngữ của mình như vậy. Mình phải đi học, mình phải biết hạ mình, khiêm nhường, khiêm tốn, phải học. Và mình phải thường xuyên để gặp những cái vị đó mới học hỏi, chứ không phải là tới rồi mình ca tụng rồi thôi. Tuy nhiên là cái hiện tượng hào quang tới cái vị đó rồi, nghe đồn, nghe nói là cái vị đó là cao tăng đắc đạo, tới để chụp hình chung, khoe khoang ở trên Facebook này kia cũng đúng. Mình đến là làm gì, mình gặp những cái vị đó để làm gì? Không phải là để chụp hình chung hay là khoe rằng tôi đã gặp vị đó rồi, hay là tới cái chùa đó rồi, hay là này kia, tôi đã quen biết cái vị đó thôi. Mình đến để mà mình học hỏi, và mình học hỏi là mình phải đặt những câu hỏi, có thắc mắc hỏi. Và cái cách cung cách hỏi của mình, nhiều khi hỏi để thách đố, để chứng tỏ cái tôi cái ta là cũng không được, phải coi chừng. Mình học để mà mình tìm hiểu thêm cái tâm cầu học. Rồi sau khi mình nghe rồi, không phải về thôi nghe suông rồi cái vẻ giảng hay quá, giảng có vẻ logic này nó rồi về thôi, nhưng mà phải áp dụng. Áp dụng làm sao để cho thân và tâm mình an tịnh, lúc đó mình mới thấy rõ là những cái lời dạy đó có đúng hay không. Nếu mình không áp dụng là mình không thấy được. Rồi mình nếu mà thấy không đúng là sao? Đặt lại vấn đề. Rồi, và mình phải sống như thế nào? Mình phải biết những cái thói hư tật xấu của mình để mình tránh, ngăn ngừa. Nó nằm ở trong cái phần chánh tinh tấn của Bát Chi Thánh Đạo. Ngăn ngừa những cái điều bất thiện, hoặc là mình đối trị những cái điều bất thiện. Và đồng thời là mình tăng trưởng, là dưỡng nuôi những cái điều thiện. Chưa có thì làm sao phát triển, và nếu có rồi thì tiếp tục như vậy. Và một điều nó nhiều, nắm giữ, ghi nhớ, thông hiểu. Nhiều khi mình không để ý. Mình nói mình muốn giải thoát giác ngộ, hay là muốn sống an vui, muốn theo đạo Phật, nhưng mà mình nghe rồi thôi. Mình cố gắng mình nhớ những cái chuyện khác, bởi vì những chuyện khác mình thấy nó quan trọng hơn, nó kiếm tiền được, hoặc là kiếm được danh tiếng. Rồi còn đi học những cái kinh này nọ, những cái thuật ngữ, rồi mình nghe sơ lần cái mình nó khó quá, chữ Hán nhiều quá, hoặc chữ Pali nhiều quá là thôi. Có những cái lý do biện minh. Mình phải nhớ đặt lại cái ưu tiên trong cái cuộc đời của mình là gì. Thì mình thấy cái ưu tiên như vậy, là mình sẽ có một cái hứng chí, có hứng thú để mình học. Phải học đi học lại, đọc đi đọc lại nhiều lần, chứ phải đọc một lần là thôi.
Chúng tôi cũng vậy, tới già rồi bây giờ cũng phải cũng phải đọc lại, khi quên không nhớ phải cố gắng nhớ những cái thuật ngữ, những cái nhóm pháp số như thế nào, một pháp, hai pháp, ba pháp, cố gắng nhớ. Dĩ nhiên là không nhớ hết nhưng mà cứ ôn đi ôn lại như vậy, lúc nào cũng phải ôn. Tinh tấn loại trừ các pháp bất thiện và gia tăng các pháp thiện, đó là cái phần chánh tinh tấn. Không nói nhiều, không nói lời phù phiếm, cái điều này khó lắm. Thì bản thân chúng tôi cũng phải tự nhắc nhở. Và cái chữ nói ở đây nó trong cái thế kỷ 21 này bao gồm cả cái sự chép, những cái dòng chữ mình chép ở trong điện thoại, những smartphone hoặc là ở trong iPad, trong PowerTalk, trong Facebook, trong Twitter này, thì nó cũng là hình thức nói của thế kỷ ngày hôm nay. Là phải cẩn thận ở chỗ đó. Mà cũng đừng có phản ứng ngay, phản vội. Nhiều khi mình chép những cái dòng chữ rồi mình sau khi mình đọc lại cái mình thấy hối hận. Nhưng mà cũng có cái cơ cấu, cái chức năng là mình xóa, có thể xóa được. Nhiều người có tự ái không xóa, chép những cái dòng chữ mà không có lịch sự, nghe không có nhã nhặn, hoặc là có không phù phiếm, không có ích lợi, không chịu xóa. Sai thì sửa, đừng có tự ái. Nếu nếu mà không được, không bị xóa lại được thì mình xin lỗi. Chúng ta là phàm nhân thì chúng ta phạm lỗi là chuyện thường tình, nhưng mà cái cần thiết là mình có nhận được, mình có chịu nhận lỗi đó để mình sửa hay không, cái đó khó. Và cái điều cuối cùng là mình quán sinh diệt của năm uẩn. Tại sao như vậy? Bởi vì năm uẩn là thành phần cấu tạo ngay con người của mình, không cần phải tìm những cái đề mục nào xa xôi hết. Sắc thọ tưởng hành thức chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhìn sắc như thế nào, nhất là cái sắc, lúc nào mình cũng muốn mình đẹp hoài, rồi khi mình chụp hình rồi mình còn sửa bằng Photoshop này nọ nữa, chứ không muốn nhìn cái hình thật sự của mình. Mỗi buổi sáng ngày ngày Brahm thường hay khuyên là chúng ta vào trong nhà 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 tắm để mà đánh mặt, để mà đánh răng rửa mặt, thì chúng ta nhìn vào trong cái gương, nhìn thật kỹ, không có trang điểm, không có chải tóc, không có vuốt ve cái mặt mày của mình như thế nào, nhìn cho nó rõ. Nó là như vậy, rồi chấp nhận là như vậy. Mình sao thấy càng ngày càng già, xấu đi, ốm hay là mập ra, răng rụng, răng đen, râu ria, lông lá như thế nào, nhìn cho kỹ. Mình chấp nhận như vậy. Nhiều khi mình không có chấp nhận, mình chỉ tìm những cái hình ảnh nào mà mờ mờ ảo ảo, chụp hình nó khéo này nó, rồi cái dùng thêm sữa thêm màu cho nó đấy mờ mờ theo kiểu, thì cái thủ thuật Photoshop đó, rồi mình mới thấy chấp nhận cái đó là cái ảo, là cái rõ ràng nhất là cái mặt của mình không chấp nhận thì làm sao mà mình nói thấy được những cái chuyện khác. Nó nhìn nó là như thị như thi, thọ tưởng hành thức chỉ bấy nhiêu đó thôi. Chúng tôi người thực tế mà lớn tuổi rồi, chúng tôi thấy không cần phải biết nhiều, không cần phải chia sẻ cái hành ra thành ra nhiều cái tâm sở khác, rồi cuối cùng cái thức là cái tâm mà thành ra 120 mấy loại tâm này, nó là làm sao mà nhớ. Mà nhớ rồi để làm gì? Cái cần là mình sẽ bắt cho nó kịp. Cái thức của mình nó thay đổi như thế nào? Nó sinh diệt như thế nào? Cái thọ của mình, cái cảm thọ của mình, rồi cái phản ứng của mình, hoặc là cái suy tưởng của mình nó thay đổi như thế nào? Cái đó mới là cái quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra cái lời của Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề ở đây là trí tuệ không tự động phát sinh trên cơ sở của tâm định, không phải tự nhiên mà có. Cái tâm mình định xong là trí tuệ chưa có đâu, nó chỉ là cái tâm định thôi, nhưng phụ thuộc vào một sự hiểu biết về khái niệm rõ ràng và chính xác của giáo pháp, do nghiên cứu suy tư và suy niệm sâu sắc về những lời giảng dạy. Tức là mình đọc trước, mình suy tư trước, rồi khi mình ngồi á, cái tâm mình định rồi á, thì những cái ý niệm đó nó sẽ quay trở về ý niệm đó, thì mình nhìn lại thì mình thấy nó sâu sắc hơn. Cũng giống như cái câu chuyện của ông Archimedes đó. Chắc cả ai hồi xưa học thì cũng nhớ cái chuyện ông Archimedes. Ông có suy tư hoài về làm sao phân chắc được cái trong cái vương miện của nhà vua, trong đó có vàng rồng và có pha đồng ở trong đó. Rồi cuối cùng khi ông vào nhà tắm, ông nằm ở trong cái phòng tắm, ông thấy được. Lúc đó những cái sự băn khoăn của ông là ông suy tư từ trước nó trở lại, và lúc đó cái tâm ông nhẹ nhàng, ông là ông thảnh thơi, ông thư giãn, relax ở trong cái bồn tắm, ông thấy được cái nguyên lý của tỷ trọng.
Ông mừng quá, ông chạy ra ngoài, ông nói Eureka, 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 thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, mà quên là mình đang ở, đang bị trần truồng, không có mặc quần áo gì hết. À, mình thấy cái câu chuyện nó nghe nó buồn cười nhưng mà nó đúng. Tức là có những điều mình phải suy tư trước mà mình chưa tìm ra giải đáp, phụng não suy tư rồi để đó, nó nằm ở đâu đó trong cái tiềm thức của mình. Nhưng mà mình phải có những cái vấn đề suy tư như vậy. Rồi một ngày nào đó khi cái tâm mình nó, cái điều kiện nó chín mùi, nó thuận duyên, lúc đó mình thư giãn ra, mình hành thiền xong mình xuất thiền, mình lấy thư giãn, mình nghĩ ra lại cái tự nhiên mình thấy nó sáng rồi. Cái vấn đề nó sáng rồi, thấy rõ được rồi. Nghe là phải có cái bước đầu là phải đọc, phải nghe, nắm giữ, ghi nhớ trước, rồi sau đó từ từ những cái điều kiện khác nó sẽ giúp cho mình thông hiểu hơn. Nhưng mà không có những cái bước đầu là không thể nào có kết quả cuối cùng. Bây giờ chúng tôi mời các anh chị qua cái hình tiếp, có cái bài kinh về chánh tri kiến thì chúng tôi tóm tắt ở đây thôi. Các anh chị đọc ở trong trong cuốn sách ha. Không biết có vào được chưa, cái hình số 7. Đầu tiên nói về chánh tri kiến thì chúng nhớ chúng ta chánh kiến có chánh kiến qua hai cái loại chánh kiến chứ không phải tự nhiên mà có. Tức là mình có chánh kiến qua khái niệm trước, tức là mình đọc những lời giảng dạy hoặc là những cái lời bình giảng, những cái sự suy diễn của các vị thầy, của những tác giả, rồi xong rồi mình nghiên cứu, mình suy tư động não, mình thấy nó phù hợp với những sự thật, tức là qua những cái khái niệm của mình hoặc là giống như cái bàn tay. Rồi sau đó mình không chỉ lý luận qua cái đầu óc của mình thôi mà phải áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày để mình thấy rõ hơn. Đó là chánh kiến qua trải nghiệm hay là con mắt, tức là mình thấm sâu càng 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 ngày thấm sâu vào chân lý hơn qua kinh nghiệm trực tiếp của mình. Thành nữa ra nói về chánh kiến đó, thì cái chánh kiến mà mình có được, chánh tri kiến nó phải qua hai cái giai đoạn như vậy hoặc là hai phần như vậy. Thứ nhất là qua khái niệm, thứ hai là qua trải nghiệm. Và trong bài kinh khi mà nói chánh kiến không phải là cái gì cũng là chánh kiến, mà trong cái bài kinh chánh tri kiến thì đưa ra 16 cái tiêu đề để mình thấy rõ. Thứ nhất là nói về các tiêu đề thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Thứ hai là nói về cái chất dinh dưỡng trong cái đời sống của mình. Điều thứ ba là nói về tứ thánh đế. Rồi cái chỗ này là cái chỗ nó tế nhị mình phải nhớ. Rồi từ thứ tư tới 15 tức là có 12 điểm, tức là nói về từng nhân duyên một của thập nhị duyên, nhân duyên hay là của duyên sinh. À, và cuối cùng là nói về các lậu hoặc. Và phải hiểu những cái vấn đề đó thì mới gọi là chánh kiến. Có 16 cái tiêu đề như vậy. Không biết có theo kịp không ạ? Giờ nói một cách tóm tắt lại 16 tiêu đề thì 12 tiêu đề là nói là những cái điểm, những cái nhân tố của lý duyên sinh. Thứ 12, chúng ta nhớ thập nhị nhân duyên hay là 12. Ok, rồi nói về điều thiện và bất thiện là thêm một nữa này. Rồi nói bốn chất dinh dưỡng là thêm phần nữa này. Nói về tứ thánh đế là hai, nói về các lậu hoặc là bốn, thêm bốn nữa thành ra 16. Và một điểm nữa chúng ta cần lưu ý, cái chỗ này thì mình, cái này khi chúng ta đọc cái cuốn sách này hai năm trước chúng ta thấy rất hay, có thể là nhiều người biết rồi nhưng mà mình không biết, mấy chục năm rồi giờ mình mới thấy rõ là ngài Bồ Đề có đưa ra, tức là những cái lời giải của Đức Phật đa một số những cái lời giải lập ở trên cái mô hình trình bày cái logic, logic là dựa theo tứ diệu đế, cái logic trong trong tứ thánh đế thì mình biết Đức Phật dạy đây là khổ này, rồi đây là cái nguyên nhân tạo ra khổ này, rồi đây là cái khổ diệt được này, và đây là cái con đường hay là cái phương pháp để diệt khổ này, đây là khổ tập diệt đạo. Thì trong một số những cái bài kinh ở ở kinh tạng, Đức Phật cũng giảng theo cái mô hình đó, tức là bây giờ Đức Phật đưa ra là một cái vấn đề nào đó thì Đức Phật nói là đây là cái vấn đề này, đây là x, x là cái vấn đề, tức là thị, rồi đây là nguyên nhân để có x, tức là nói về tập, tức là cái tập khởi của cái vấn đề đó. Rồi tiếp theo là nói về diệt, tức là nói là cái vấn đề này có thể diệt được, có thể trừ diệt được. Và cuối cùng là ngài đưa ra là muốn trừ diệt như vậy là đây là con đường để đưa tới sự trừ diệt đó. Thành thử ra chúng tôi dùng cái chữ là thị tập diệt đạo. Tại vì nó khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt đạo nó nằm ở trong tứ thánh đế. Còn ở đây là chúng tôi nói về cái mô hình cái logic mà khi Đức Phật giảng về từng vấn đề, thị tức là để chỉ cho thấy, thị là thấy, thị tập diệt đạo.
Đây là cái vấn đề như vậy, là thị. Rồi đây là cái sự sinh khởi của vấn đề này. Đây là cái nguyên nhân, là tập. Ở đây là cái vấn đề này có thể xử lý và trừ diệt được, tức là diệt. Và cuối cùng là đây là cái phương pháp để trừ diệt, đây là con đường đưa đến sự trừ diệt, đó là đạo, thị tập diệt đạo. Đó là thị tập diệt đạo, là cái mô hình thôi, cái mô hình để lý luận thôi, chứ không phải là nói về dựa theo cái mô hình của tứ tứ thánh đế. À, không biết là các anh chị có theo, có nắm được cái chỗ này. Rồi chúng ta đưa chỗ này nó quan trọng. Cái mình nhớ được như vậy rồi á, thì mình đọc những cái phần lý luận ở trong kinh, thấy mình thấy tương đối dễ hiểu. Và khi mà mình có chánh kiến á, thì cũng nên nhớ rằng có hai loại chánh kiến của bậc hữu học và chánh kiến của bậc vô học. Hữu học và vô học ở đây đều là bậc thánh hết. Còn chúng ta là gọi là vô văn phàm phu, chúng ta chưa có gì hết. Nên ra đừng có nghĩ cái chữ vô học tức là thấp. Thường thường mình chữ bình dân thì mình nói cái người đó vô học, tức là không có học thức gì hết. Nhưng mà ở trong cái thuật ngữ của nhà Phật, cái vô học tức là không cần phải học nữa, học hết rồi, không, bây giờ không cần phải học thêm nữa thì mới gọi là vô học. Thì đó là chỉ bậc A-la-hán. Còn ba cái bậc thánh đầu tiên, bậc thánh nhân đầu tiên tức là đắc đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, hay là dự lưu nhất lai bất lai, rồi mặc dù đã nhập dòng thánh rồi nhưng phải tiếp tục tu học, chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải là nhập dòng thánh là xong, các vị vẫn tiếp tục nhưng mà không có tái sanh về những cõi khổ thôi, mà phải tiếp tục tu học đi theo cái dòng giải thoát ra tới biển là cuối, là điểm điểm đỉnh cuối cùng đó là. Nhưng mà các vị đó khi mà có cái chánh kiến rồi thì một trong những cái đặc điểm là các vị đấy có cái lòng tin tuyệt đối và cố gắng thành tựu được cái những gì Đức Phật dạy. Và cái lòng tin này không phải là dựa theo cái sự tin tưởng một cách mù quáng, mà lòng tin bởi vì các vị thấy được pháp rồi, mà ở pháp nhãn, đó là cái thuật ngữ nữa ở trong trong nhà Phật. Còn cái bậc vô học tức là cái bậc ấy đã không, đã đoạn trừ tham sân si mạn tùy miên rồi, đã không diệt tận được cái nguồn gốc của khổ đau thì không cần phải học nữa, đã xong rồi, coi như là cái phận sự đã xong hoàn mãn rồi. À, chúng ta nhớ như vậy. Và cũng trở lại vấn đề là cũng chỉ nằm trong 16 cái tiêu đề đó thôi. Nhưng mà chỉ có cái sự khác biệt là cái nhìn của phàm nhân khác với cái nhìn của bậc thánh trên cái 16 cái tiêu đề đó. Bây giờ chúng ta vào trong cái hình tiếp để mà tóm tắt là cái chương chính, cái đoạn chính của cái chương chính này, cái chương số 9 này. Ngài dựa theo cái chú giải kinh điển về sau này thì chú giải nói là cái vùng đất để mà phát sinh trí tuệ, cũng giống như là chúng ta tìm một cái thửa đất màu mỡ để ta vun trồng, là bỏ cố gắng những cái nỗ lực của mình, những cái hạt vun trồng của mình ở đó để tạo ra những cái kết quả tốt, thì ra cái hình ảnh của các cái vị mà các vị luận sư về sau này dùng gọi là vùng đất để của trí tuệ, tức là Panya Bhumi, Bhumi tức là vùng đất, đất lãnh thổ để phát triển trí tuệ. Và cái chữ này cũng được dùng ở trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddha Gosa. Thì trong đó ngài đưa ra có năm cái lĩnh vực mà mình có thể dùng, năm cái lĩnh vực mình có thể dùng, bởi vì không có ai mà nói, dĩ nhiên là cái đỉnh điểm là tứ thánh đế, nhưng mà đôi khi mình không có thấy được đâu, không thẩm thấu được, phải đi từ từ. Chẳng hạn như trở lại cái vấn đề này, chúng tôi nói là các, nếu các anh chị còn nhớ cái bài kinh đầu tiên Đức Phật sau khi thành đạo rồi, ngài giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, thì ngài giảng trong cái bài đầu tiên là chuyển pháp luân, thì ngài nói về tứ thánh đế, phải không? Khổ tập diệt đạo, ngài chỉ nói liệt kê như vậy thôi, nó rất tóm tắt. Nhưng mà sau khi mà nghe xong cái bài kinh đó đó, mặc dầu năm anh em Kiều Trần Như đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, và kiếp này cũng là từng là bạn bạn đạo với Thái tử Tất Đạt Đa, tức là họ có cái căn cơ, họ có một sự nỗ lực. Nhưng mà sau khi nghe xong cái tứ thánh đế đó, chỉ có một vị là mở pháp nhãn thôi. À, tức là người anh cả, An Nhã Kiều Trần Chư thôi. Còn bốn vị kia chưa, nghe rồi thôi, chưa thấy thấm thía gì hết. Huống hồ là mình bây giờ mình còn ngồi đây. Anh thử ra nó khó chứ không phải dễ. Rồi Đức Phật phải ở lại đó những ngày sau, ngài giảng đi giảng lại về cái bài này cho bốn vị kia, thì bốn người em kia mới là mở pháp nhãn, tức là được đắc cái quả sơ quả, quả dự lưu.
Như vậy là sau khi nghe xong tứ thánh đế thì cả năm vị chỉ mở pháp nhãn là đắc cái quả đầu tiên thôi, sơ quả. Rồi sau đó ngài mới giảng thêm cái bài kinh thứ hai, ghi lại là bài kinh vô ngã tướng. À, sau giảng về năm uẩn, tính chất của năm uẩn, thì sau khi ngài giảng cái bài kinh thứ hai rồi á, thì năm cái vị thánh dự lưu đó, đó đó là anh em Kiều Trần Như, nó mới đắc quả A La Hán. Ra mình thấy là những cái vị đó có phước duyên đời tu nhiều đời rồi, cho đời cuối cùng mới được làm bạn với ngài Bồ Tát. Phải nghe hai lần hai bài kinh như vậy thì mới thấm, mới mở pháp nhãn, em mới mới thành A La Hán được. Ra mình thấy một cái phải đi từ từ từng giai đoạn, chứ không phải là tự nhiên là mình có thể thẩm thấu được. Rồi, nhưng mà mình bây giờ là mình cố gắng mình học từ từ để mình nắm được những khái niệm tổng quát như thế nào, nhưng mà đừng có chủ quan cho rằng là đủ. À, rồi mình thấy trong cái phần này thì ngài Bồ Đề đưa đưa ra, thứ nhất là mình phải quán năm uẩn như thế nào, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn. Rồi đi qua một cái tiêu đề thứ hai mình có thể dùng để áp dụng, tức là thay vì mình coi cái con người mình được cấu tạo là năm uẩn, thì có thể mình thấy rằng cái mà mình biết được có mình và có thế giới là do sự tiếp xúc qua sáu cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp xúc với lại sáu cái đối tượng, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp như thế nào. Mình thấy được như vậy. Đó là trong cái bài kinh thứ ba mà Đức Phật có giảng, tức là bài kinh lửa cháy, để mình thấy cái không có cái ngã trong đó, không có kiểm soát được, không có ngã trong đó. Hoặc là có thể nhìn cách khác nữa, tức là dựa trên sáu xứ này thì cái có sáu cái sự nhận biết, tức là sáu cái thức, tức là cái thức về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi thân ý, và nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, tức là mình thấy như vậy, à, mình thấy mình sự nhận biết như vậy, tức là qua sáu sáu căn, tức là sáu cửa thức mắt mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cái đối tượng hay là sáu cảnh, sáu trần, nhiều cái chữ tiếng Hán dịch khác nhau, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, thì mình có sáu cái thức nhận biết. À, cái thức về con mắt tức là nhãn thức, con tai về lỗ tai là nhĩ thức, về mũi là tỷ thức, về lưỡi là thiệt thức, về thân là thân thức, và ý là về ý thức, sáu thức như vậy. À, ra mình có sáu căn, sáu trần và sáu thức, cộng lại là 18 giới, 18 cái element, 18 cái phần tử để cấu tạo nên cái con người và sự bịch cái mình cho rằng hiện hữu của con người. Hoặc là mình có thể quán qua cái thân vật lý này được cấu tạo bởi đất, nước, lửa, gió, gọi là đại. Nhưng mà đừng có nghĩ đất là cục đất, cái chữ dùng như vậy thôi. Tức là đất có ý nghĩa trong ngày xưa, trong cái tư duy của người Ấn Độ ngày xưa, tức là cái gì rắn chắc. À, cái nước tức là những gì di chuyển được. Cái lửa là nó tạo những cái gì tạo ra nóng và lạnh, có cái nhiệt năng ở trong đó. Và gió là những cái gì nó có thể gọi là bành trướng, hoặc là có thể thu 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 gọn lại, thu nhỏ lại, phồng ra xẹp xuống như đại khái như vậy. Thì cái đó người Ấn Độ gọi là yếu tố gió, chứ không phải là gió là cái gió thổi trong quanh đâu. Dùng cái chữ dùng như vậy mình phải hiểu theo cái định nghĩa vật lý của người Ấn Độ thời xưa. Rồi có những cái bài kinh để thêm vào cái yếu tố không gian, tức là cái khoảng không trống không thì gọi cũng là một cái yếu tố, và cái sự nhận biết là thức, gọi là thức giới, cũng là một yếu tố nè. Rồi qua tới duyên sinh. Duyên sinh thì thường thường nói về 12 nhân duyên, từ vô minh, hành, thức, danh, sắc, vân vân cho tới giờ giờ chết. Cái đó thì ai cũng nghe rồi. Và chúng ta nhớ một điều á, là trong kinh tạng, trong chánh tạng thì Đức Phật chỉ nói cái này duyên cái kia duyên cái nọ thôi, chứ không có phân chia chi tiết nhiều. Về sau này các bạn luận giải, các bạn sớ giải rồi mới phân chia chi tiết, rồi có giảng sư đưa ra có cái ý thức về ba thời này kia, tái sinh này kia, tức là do đó là những cái luận giải phát triển về sau. Nhưng mà rất quan trọng, duy sinh rất quan trọng. Thật ra cái bước đầu tiên là mình cố gắng làm sao mình nhớ nhớ được 12 tên, tên của 12 nhân duyên đó trước cả đã, rồi từ từ rồi mình thấm sao những cái điểm khác, thấm sao. Và cái đỉnh điểm của vùng đất của trí tuệ dĩ nhiên là về chúng ta làm sao thẩm thấu được khổ tập diệt đạo, là phải đi từ từ. Và trong cái những cái bài kinh đó thì đưa ra một số những cái thuật ngữ mà chúng ta phải làm quen, chúng tôi có đưa ra đây, tức là nói về vô thường, khổ, vô ngã, tức là tam tướng, ba cái đặc tánh của đời sống.
Và cái điều cần nữa là chúng ta phải thấy sự thay đổi trước, sinh diệt, thay đổi với mọi hiện tượng, tức là thấy cái vô thường trước. Chúng ta không thấy vô thường thì không đừng có nói tới vô ngã. Rồi chúng ta tạm thời bây giờ chấp nhận có một cái gì đó, cái tôi, cái ta, chứ không phải là không có. Tại bởi vì mình là phàm nhân mà, mình tạm thời chấp nhận như vậy. Nhưng mà cái điều cần á, là mình làm sao mình thấy được cái tôi, cái ta, cái sự nhận thức nó thay đổi liên tục. Và cái sắc thân này cũng thay đổi liên tục. Và thấy như vậy được. Và thấy được cái khổ, cái sự bất toại nguyện như vậy. Tức là mình thấy được cái ham muốn của mình muốn cho nó không thay đổi mà nó thay đổi. Mình bực lên. Hoặc là mình muốn cuộc đời nó suôn sẻ như vậy, tự nhiên có những cái chuyện xảy ra. Hoặc là mình muốn đứa con mình lúc nào nó cũng ngoan ngoãn, tự nhiên là bữa đó nó cãi lại mình, nó ham chơi hay là có chuyện gì đó, ông bạn mình nó chọc mình này nọ. Cái người đó tốt với mình tự xin bữa nay là tại sao lại tới chửi mình hay là mắng nhiếc mình này nọ. Mình bực lên. Tức là mình không thấy được cái vô thường và cái khổ. Cái khổ là mình cho nó như vậy rồi mình chấp vào đó. Mình đã phải cần thấy hai cái điểm đó trước, hai cái mặt đó trước. Trước khi mình nói về vô ngã. Vô ngã không phải dễ thấy đâu. Cho tới cái bậc thánh thứ tư, bậc A-la-hán thì mới bỏ được cái mạng, tức là lúc đó trừ được cái vô ngã thôi. Ở đây mình chỉ biết như vậy thôi. Chứ còn mà nói mình mới thẩm thấu hoàn toàn là chưa. Ba bậc thánh đầu tiên vẫn còn mạng, tức là vẫn còn so sánh, tức là vẫn còn phản phất trong trong tư tưởng của các ngài những một cái tư tưởng về về ngã, chứ không phải là không có, huống hồ gì là như, là mình chỉ là phàm nhân thôi. Và như là cái mô hình chúng tôi nói đó, cái là thị tập diệt đạo, cái mô hình hồi nãy vừa nói, lúc nào thấy chúng ta có đọc trong những cái bài kinh này chúng ta thấy có mô hình đó. Rồi Đức Phật cũng nói về cái ý tưởng về vị ngọt của cái việc này, cái nguy hại như thế nào, mình thấy cái vị ngọt của nó, lúc nào nó có cái vị ngọt, cái nguy hại, và mình xâm ra mình khi mình thấy được cái nguy hại rồi mình mới nhàm chán xuất ly. Cũng là một cái cụm từ mình có thấy được thường xuyên nó nhắc trong những cái bài kinh. Và khi mình xuất ly có nghĩa là mình ly tham ái, không có chấp thủ giải thoát, cũng là một cái cụm từ khác, một cái lý tưởng mình hướng tới. Và một điều nữa là nói về trung đạo. Trung đạo ở đây có hai nghĩa. Trong cái bài kinh đầu tiên, bài kinh về chuyển pháp luân này, Đức Phật nói về trung đạo, tức là con đường tránh hai cái cực đoan, một bên là sống theo xa hoa dục lạc, một bên là hành hạ thân xác. Còn cái trung đạo ở đây tức là nói về nhân duyên, 12 nhân duyên hay là lý duyên sinh, nó giúp cho mình tránh được cái thường kiến và đoạn kiến, thì lúc đó gọi là trung đạo. Trung đạo ở đây tức là các con người thẩm thấu được lý duyên sinh. Và cuối cùng mình thấy khi mà phân tích những cái bài kinh này thì cái phương pháp hay là cái con đường mà để diệt một cái vấn đề nào đó thì đó lúc nào cũng quy chiếu về Bát Chi Thánh Đạo. Thành ra mình mới nhớ chúng tôi có trình bày là Bát Chi Thánh Đạo là con đường có 8 yếu tố, con đường có 8 chi là con đường duy nhất, chứ không phải là nói về tứ niệm xứ là đường duy nhất, là gì Bát Chi Thánh Đạo là con đường duy nhất, trong đó thì tứ niệm xứ nằm ở trong Bát Chi Thánh Đạo, nhưng mà nó nói về con đường duy nhất mình thấy rõ ràng xuyên suốt trong các bài kinh. Lúc nào Đức Phật cũng nói là để giải quyết cái vấn đề đó là chúng ta phải tu tập Bát Chi Thánh Đạo, con đường có 8 chi, con đường có 8 phần tử, và con đường đó là dùng cho tất cả các vị chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và trong tương lai cũng đi theo con đường đó thôi. Bây giờ chúng ta qua cái phần, có lẽ là chúng tôi sẽ dừng ở đây, qua cái bài, cái phần tiếp, hôm trước chúng tôi có trình bày nhiều lần rồi. Đó, bài trở lại cái vấn đề, làm sao, cái cấu tạo của con người của mình. Bây giờ chúng ta tạm thời chia rằng trong cái thế gian này có hai hạng, hạng phàm nhân, tức là phàm phu tục tử, tức là đa số chúng ta đang ngồi ở đây là phàm nhân, là bậc thánh nhân. Thánh nhân là những người đã nhập dòng thánh rồi. Và khi bậc thánh nhân như vậy thì cũng chia làm hai, trong cái trong trong cuốn sách, trong cái chương này có nói trong đoạn cuối cùng, tức là một cái vị đã giác ngộ giải thoát, tức là đã niết bàn rồi đó. Nếu mà thân xác vẫn còn, tức là mình nói nôm na vẫn còn sống, cái thân ngũ quẩn vẫn còn, thì cái vị ấy gọi là đã giác ngộ nhưng mà đã đắc hữu chư y niết bàn, tức là đã đắc đạo rồi nhưng mà cái thân ngũ quẩn vẫn còn hoạt động. Chẳng hạn giống như Đức Phật của chúng ta sau khi đắc đạo rồi thì ngài vẫn trụ thế khoảng 45 năm, là sau đó mới tịch diệt, thì lúc đó thì ngài cũng đã niết bàn rồi mà gọi là hữu dư y niết bàn. Sau khi mà ngài tịch diệt rồi thì gọi là vô dư y niết bàn.
À, cái ngày đắc niết bàn mà không còn để lại một cái gì hết à. À, giờ ngoại trừ cái giáo pháp của ngài. Bây giờ một cái chúng ta gọi nôm na là còn sống hay là một phàm nhân hay bất thánh nhân cũng phải gọi là còn sống trong thế gian thì cũng chia làm hai phần danh và sắc, tức là mình phải nói tinh thần và vật chất. À, mình phải có như vậy. Rồi về cái vật chất tức là sắc á, thì theo kinh tạng chỉ chia làm bốn thôi, tức là có bốn cái phần tử cấu tạo thành sắc, tức là sắc đất nước lửa gió thôi, không phải về sau này thì vi diệu pháp hoặc là a tỳ đàm của Bắc truyền chia sẻ thêm nữa thì cái đó là phát triển tư tưởng về sau, còn trong kinh tạng chỉ nói có bốn thôi, đất nước lửa gió. Về danh tức là cái sự nhận biết thì có bốn: thọ tưởng hành thức. À, cái mình cảm thọ rồi mình suy tưởng mình cho nó là như thế nào, mình phản ứng như thế nào là hành, và cái sự nhận biết là thức. Chỉ có vậy, trong kinh tạng chỉ nói đến thọ tưởng hành thức. Như vậy là bốn thọ tưởng hành thức là kết hợp với sắc mà thành ra gọi là năm uẩn. Các anh chị theo dõi chỗ này kịp chứ ha, cái bản cái sơ đồ này nếu có ai thấy được thì cho số 1. Là năm uẩn là như vậy, một bên nó là về danh tức là về tinh thần, một bên là về vật chất tức là sắc vật lý. Rồi về cái thức á, tới đây về bây giờ chúng tôi ngừng lại chút xíu ở chỗ này. Về cái thức về sau tư tưởng A Tỳ Đàm mới gọi là tâm. À, rồi về cái hành á, thì mới chia là thành gọi tâm tâm sở, mới chia thêm thêm nữa, à, chia thêm thành 50 cái nữa, rồi cộng thêm cái thọ cũng coi là một tâm sở, tưởng của một tâm sở, cộng lại thành 52 tâm sở. Ở trong bên Bắc truyền thì có thể cái số nó cái khác hơn chút, nhưng mà cái ý là vậy, tức là phát triển từ khai triển thêm cái hành hành uẩn khai triển ra rồi gọi là tâm sở. Về thức và cho thì những cái kết hợp của cái tâm sở là tức thức gọi là tâm á, thì bây giờ sinh ra nhiều loại tâm khác nhau tùy theo cái quan điểm mà cho đó là 70 mấy hay là 120 mấy cái tâm, đó là từ chỗ đó. Mà bây giờ mình trở về cái kinh điển nguyên thủy thì chỉ nói là thức thôi, và thức thì chia làm 6 loại là tùy theo như chúng ta đã nói là cái cấu tạo con người mình là qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. À, và tiếp xúc với 6 cái đối tượng là sắc thanh hương vị xúc pháp thì mình sinh ra 6 loại thức, rồi khai triển thêm chút xíu về thức, và trong này thì cái khai triển này nằm ở trong kinh tạng, tức là chúng ta có 6 căn 6 trần 6 thức. Như vậy á, thì cộng lại 6 căn với 6 trần cộng lại là 12 á, thì kinh điển gọi là 12 xứ, và cộng thêm 6 thức nữa thì gọi là 18 giới. À, từ đó chúng ta có cái cụm từ là năm uẩn 12 xứ 18 giới, và chúng ta cần phải nắm như cái này thôi. Có thể về sau muốn học thêm nữa thì đào sâu nữa cũng được, nhưng mà ít ra cái căn bản là phải nắm cái chỗ này, năm uẩn 12 xứ 18 giới, và đây là căn bản chung cho Phật giáo, dầu là Nam truyền hay Bắc truyền gì cũng là chung như vậy thôi. Đó là căn bản, thì ra mình học cái điểm chung trước và nắm cái chỗ này trước, mình hiểu trước trước khi mình đi đi sâu nữa thì mình chỉ hiểu như vậy trước rồi. Đây đó là cái bản mà chúng tôi xin trình bày như vậy. Vậy có lẽ là chúng tôi sẽ ngừng ở đây. Cái phần còn lại thì các anh chị có thể tự đọc và tự nghiên cứu thêm. À, chúng ta không có thời giờ và cũng không có muốn choáng nhiều thời giờ, nhất là buổi sáng thứ hai ở Việt Nam có một đa số những người bận rộn. Nếu có nhu cầu thì trong tương lai, trong tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần này. Ở đây thì chúng tôi xin ngừng ở đây. Và để kết thúc như thường lệ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi thành kính xin tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, và cũng xin kính ơn cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành thì giờ để theo dõi những gì chúng tôi
trình bày trong suốt 90 phút vừa qua. Nếu có điều chi sơ sót thì cũng xin mong quý vị quan hệ thông cảm cho. Một lần nữa tôi xin thành kính chúc tất cả quý vị được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Dạ chúng các vị và Sương Mai cũng kính cảm ơn Huynh Pháp Hữu ạ. Dạ Sương Mai kính để một bằng kinh chút chút xíu thôi. Rồi. Và dạ cũng tới giờ rồi.